Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu. Phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện Hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hồi lâu vẫn không có được câu trả lời, Hạ Điềm tự chuốc lấy nhục, ngoan ngoãn nằm xuống giường kéo chăn lên đắp. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn núi băng đang đứng trước cửa. Như một thế kỷ trôi qua, giọng nói trầm lạnh của bác sĩ Thịnh bất chợt vang lên, cô muốn nói chuyện gì? Hạ Điềm suýt chút bật dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn anh ta, miệng vặn vẹo hồi lâu mới nuốt nước miếng một cái, dè dặt hỏi, trò chuyện thật sao? Người đàn ông nhíu mày lại, ánh mắt vẫn lạnh tanh như cũ, không nói gì. Không ngờ anh ta lại thật sự đồng ý yêu cầu của Quý Noãn. Hạ Điềm được phúc mà trở nên linh hoạt hơn, chợt nói, cái đó. Nói chuyện phiếm chỉ là thứ yếu thôi, nếu anh không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà, anh có thể tháo khẩu trang xuống cho tôi nhìn mặt anh một chút được không? Bác sĩ Thịnh hờ hững nhìn cô, lát sau liền lặng lẽ giơ tay lên tháo khẩu trang xuống. Sau đó anh ta tỉnh bơ mở cửa phòng bệnh rời đi trong sự thảng thốt của Hạ. Tại tập đoàn Mạc Thị, cửa phòng họp lớn ở tầng 20 bật mở, các giám đốc điều hành lần lượt nối đuôi nhau bước ra. Thẩm Mục đi theo sau Mạc Cảnh Thâm, tay cậu ta cầm một xấp tài liệu hội nghị, vừa xem vừa nhỏ giọng nêu ra vài điểm nghi vấn trong cuộc họp với anh. Mạc Cảnh Thâm trở lại tầng trên cùng của công ty. Đôi chân dài vừa bước khỏi thang máy, thư ký An đã đứng ở đó chờ từ bao giờ. Cô ta bước thẳng đến gần anh. Mạc Tổng, có cô Quý đến gặp anh, nhưng lúc đó anh vừa mới họp, cho nên tôi để cô ấy vào phòng làm việc chờ. Thư ký An mỉm cười, tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Cô Quý. Mạc Cảnh Thâm mở miệng hờ hững nói vài chữ. Nếu như người đến là Quý Noãn, An Thư Ngôn sẽ không bao giờ dùng cách xưng hô như vậy. Cho dù cho cô ta không gọi Quý Noãn là bà Mạc, nhưng cũng sẽ không dùng câu chữ dễ gây hiểu lầm như thế. Thư ký An chậm rãi nở nụ cười với anh, Mạc Tổng, phòng thư ký còn vài hồ sơ công ty cần chỉnh sửa, tôi phải đi trước. Mạc Cảnh Thâm chỉ nghe không đáp lại, anh bước về phía phòng làm việc. Vừa vào cửa, anh đã thấy cái người được gọi là cô Quý đó. Quý Mộng Nhiên đang ở trong phòng tổng giám đốc. Cô ta sửa sang lại giấy tờ trên bàn làm việc của anh, đồng thời bên trên đó còn có thêm một tách cà phê vừa mới pha xong. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh như băng, cô ở đây làm gì? Quý Mộng Nhiên ngẩng đầu, cười với anh Cảnh Thâm, gần đây anh bận rộn nhiều việc lắm hả? Mạc Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng làm việc. Cửa mở, nhưng anh không bước vào, giọng điệu lại càng lạnh hơn, đây không phải là nơi cô có thể vào, đi ra. Quý Mộng Nhiên vừa sắp xếp xong một xấp hồ sơ, nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn bỏ xuống. Cô ta ngước mắt lên, nhìn anh cười, vừa rồi em ở đây chờ, nên tiện tay giúp anh thu dọn một chút. Em thấy anh chẳng có cà phê, nên em mới tự mình pha một tách. Anh mau nếm thử đi, không biết anh thích kiểu Mỹ hay là thích, giữa hàng lông mày của Mạc Cảnh Thâm khẽ hằn lên sự khắc nghiệt, Mạc Thị không thiếu thư ký và trợ lý, cô không cần nhúng tay vào loại chuyện này. Tôi rất ít uống cà phê ở công ty. Cô đi được rồi. Quý Mộng Nhiên vờ như không nhận ra ý xua đuổi trong lời nói của anh. Cô ta lùi ra xa bàn làm việc, bước gần đến cửa, vừa đi vừa cất giọng hiền hòa. Em biết bình thường chị em được nuông chiều từ bé, chắc chắn chị ấy sẽ không làm những chuyện thế này. Vừa rồi em đã tiện tay giúp anh sắp xếp lại một chút. Đang nói chuyện thì cô ta ngừng một lát, ánh mắt bám dính lên người anh Cảnh Thâm, em có thể giải thích chuyện xảy ra ở nhà họ Mạc hôm đó. Mạc Cảnh Thâm nheo mắt lại. Quý Mộng Nhiên cắn môi, hôm ấy em thật sự không có ác ý, em chỉ không cẩn thận nói sai mà thôi. Cho nên lúc bị chị giáng một bạt tai, em cũng chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn em chẳng làm sai điều gì, mới lần đầu tiên mà đã bị chị cho ba bạt tai tàn nhẫn như vậy. Hôm nay em đến là muốn, Quý Mộng Nhiên bị ba cấm cửa, nhốt trong nhà mấy ngày qua. Hôm nay thừa dịp Quý Hoàng Văn đến Lâm Thị bàn chuyện hợp tác, hơn nữa Thẩm Hách Như cũng không quản lý nghiêm ngặt, vất vả lắm cô ta mới có cơ hội chạy ra khỏi nhà. Hai ngày qua Quý Mộng Nhiên đã cân nhắc, hôm đó Quý Noãn đã nói huỵch toẹt ra như vậy, cô ta chẳng thể tiếp tục giả vờ như trước kia nữa. Muốn chiếm được người đàn ông này, cô ta phải tùy cơ ứng biến. Chỉ cần kiên trì, cô ta không tin Mạc Cảnh Thâm không nhìn ra được tấm lòng của mình. Ba bạt tai.
Xem ra Quý Noãn vẫn còn nương tay. Chứ với kiểu người không mời mà đến như cô bây giờ thì có đánh 10 bạt tai cũng đáng. Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn lạnh tanh, anh cắt ngang lời cô ta nói. Quý Mộng Nhiên cố kìm nén sự không cam lòng, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ anh không phát hiện bây giờ Quý Noãn thay đổi rất nhiều sao? Trước kia lời nói và hành động của chị ấy đều rất thẳng thắn, cách làm việc cũng không quanh co lươn lẹo. Nhưng bây giờ, Quý Noãn nói gì hay làm gì cũng đều như có mục đích, che giấu rất nhiều toan tính. Em hoài nghi đột nhiên chị ấy tiếp cận anh là có mưu đồ không thể để người khác biết. Anh Cảnh Thâm, anh nhất định đừng để chị ấy lừa. Biết Mặt Cảnh Thâm không dễ gì quan tâm đến lời nói của cô ta, nhưng Quý Mộng Nhiên vẫn muốn nhắc nhở anh. Chuyện Quý Noãn thay đổi chắc chắn không hề đơn giản. Đã qua thời gian dài như vậy, cô ta không tin anh chẳng hoài nghi sự thay đổi của Quý Noãn. Trong khoảnh khắc, khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong không dễ nhận ra, tựa như cười nhưng lại rét lạnh, không chút nhiệt độ. Quý Mộng Nhiên bất giác khẩn trương. Cô hai nhà họ Quý chạy đến đây đâm chọc người khác, mà đối tượng lại còn là chị ruột của mình. Chẳng lẽ đây chính là gia giáo của nhà họ Quý các người sao? Quý Mộng Nhiên lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười sâu xa, hỏi ngược lại, gia giáo của nhà họ Quý. Anh Cảnh Thâm, chẳng phải anh nhìn chị em sẽ càng rõ hơn sao? Môi Mặt Cảnh Thâm lại vẽ ra một đường đậm hơn, ánh mắt cũng rét lạnh hơn. Quý Mộng Nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rõ ràng trước đây Quý Noãn đều làm loạn trước mặt anh. Anh Cảnh Thâm là người tốt như vậy, chị ấy không đáng được anh che chở mọi bề. Trước kia ở trước mặt anh, chị ấy cũng chẳng có gia giáo, rốt cuộc Quý Noãn có gì tốt chứ? Nếu như cô có một nửa gia giáo và ý thức như Quý Noãn, cô sẽ chẳng tơ tưởng anh rể của mình. Đôi môi mỏng của Mặt Cảnh Thâm bật ra câu chữ rét lạnh, anh sẵn giọng quát, cút ra ngoài. Trong nháy mắt, sắc mặt Quý Mộng Nhiên thoát đỏ thoát trắng. Cô ta sững sờ thật lâu rồi mới cắn mạnh đôi môi, anh Cảnh Thâm, em chỉ muốn nói cho anh biết, em không có ý nghĩ gì khác. Thích một người là không sai. Huống chi, ban đầu Quý Noãn bất đắc dĩ mới phải gả cho anh. Cuộc hôn nhân của anh chị chỉ là liên hôn gia tộc mà thôi. Nếu như không phải một năm nữa em mới đến tuổi kết hôn, có lẽ người gả cho anh chính là em. Mặt Cảnh Thâm lãnh đạm đáp, cô cho rằng tôi sẽ cưới bất cứ người nào mà nhà họ Mặc tùy tiện dẫn đến sao? Quý Mộng Nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Cô ta nhíu mày. Ý của anh là, nếu không phải Quý Noãn thì anh sẽ không cưới sao? Cô ta hít vào một hơi thật sâu, bất chợt xoay người bê cà phê trên bàn bước đến, vô cùng tha thiết nói, anh Cảnh Thâm, mặc kệ anh nghĩ gì, dù sao em cũng đã nói xong. Đây là cà phê do chính tay em pha, anh nếm thử một chút đi. Mặt Cảnh Thâm đứng yên bất động. Quý Mộng Nhiên kiên trì, thật sự uống ngon mà. Em nhớ trước đây, Quý Noãn chưa từng pha cà phê bao giờ. Em tự thấy bản thân không hề thua kém Quý Noãn, em có thể vì anh mà thay đổi tốt hơn. Bây giờ em chẳng biết Quý Noãn đang ôm mục đích gì, em chỉ sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ làm anh tổn thương. Cà phê được đưa đến, nhưng Mặt Cảnh Thâm không đón lấy, thậm chí anh chẳng hề có ý định duỗi tay ra. Ngữ điệu anh rất lãnh đạm. Tôi không đánh phụ nữ, cô tự mình biến hay để tôi gọi bảo vệ của Mặt thị. Quý Mộng Nhiên còn không có ý định bỏ đi, cô ta vẫn đứng trơ mắt nhìn anh. Lúc này, bên ngoài cửa phòng làm việc có tiếng giày cao gót gõ lên sàn. Mặt Cảnh Thâm nhìn thấy thư ký An đang đến gần, đôi mắt càng rét lạnh, cô để cô ta vào đây. Thư ký An nhìn thấy ánh mắt Mặt Cảnh Thâm ẩn chứa sự bất mãn thì thấp giọng giải thích, Mặt tổng, lúc anh đi họp thì Lễ Tân gọi điện, báo rằng cô Quý muốn gặp anh. Tôi cứ nghĩ là bà Mặt nên mới không dám để bọn họ ngăn lại, để người đi thẳng lên đây. Lúc cô ấy lên đến nơi thì tôi mới nhận ra đó là cô hai nhà họ Quý. Nhưng người cũng đã đến, hơn nữa cô ấy còn bảo có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Tôi nghĩ dù sao cô ấy cũng là người nhà của bà Mặt, không tính là người ngoài, cho nên tôi tự quyết định để cô ấy đợi trong phòng làm việc. Đầu mày cuối mắt của Mặt Cảnh Thâm đều hàm chứa nụ cười lạnh lẽo, thư ký An cũng mắc sai lầm sơ đẳng này sao? Có lẽ tôi cần phải xem xét lại đánh giá của bên Mỹ về cô rồi. Vẻ mặt thư ký An đông cứng, mất 2 giây sau mới khẽ đáp, rất xin lỗi Mặt tổng, sau này tôi sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Bất kỳ người nào không phải là người có liên hệ đến công ty, tôi sẽ không tự ý để họ vào, càng sẽ không để họ vào phòng làm việc của anh. Mặt Cảnh Thâm không hề biểu lộ cảm xúc, Quý Noãn cũng là người không có liên hệ với công ty. Lúc cô ấy tới, cô định làm gì? Thư ký An không trả lời ngay,
Cô ta im lặng chốc lát rồi đáp, nếu là bà Mặc đến, trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại hỏi ý của Mặc tổng. Sau khi hỏi ý xong tôi sẽ hỏi ý. Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm rơi trên người Quý Mộng Nhiên. Ngữ điệu anh nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, nói với Thư Ký An, đây mới là ý định thật sự của cô sao. Thư Ký An rũ mắt xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh dịu dàng như trước, Mặc tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì. Ngoại trừ Quý Noãn, bất cứ người nào đến công ty muốn gặp tôi thì đều phải bảo họ gặp Thẩm Mục trước, nếu quan trọng thì mới bảo cậu ta cho người vào. Mặc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, đứng trước cửa phòng, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, không nhanh không chậm, về phần Thư Ký An, có lẽ tôi phải xin chỉ thị với bên Mỹ, xem có cần để cô tiếp tục làm việc tại Mặc thị hay không. Mặc Cảnh Thâm dường như vô tình nhấn mạnh mấy chữ xin chỉ thị kia khiến người khác vô cớ cảm thấy sợ hãi. Thư Ký An nhất thời mím môi, ngước mắt nhìn, nếu hôm nay Mặc tổng cho rằng tôi để em gái bà Mặc lên đây là quyết định sai lầm, thì anh có thể áp dụng chế độ xử phạt cho nhân viên. Trừ lần này, những ngày qua ở Mặc thị, tôi vẫn luôn giữ vững bổn phận, trước giờ chưa từng gây ra bất cứ sai lầm nào. Mặc tổng muốn đuổi tôi về Mỹ, hình như quá ích kỷ rồi thì phải. Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch môi, tôi ích kỷ. Vậy hành động hôm nay của Thư Ký An là gì? Tôi để cô Quý đi lên cũng vì nghĩ cô ấy là em gái của bà Mặc. Thư Ký An bình tĩnh giải thích. Để từ đó, cô có thể ngang nhiên mượn cớ này nói bóng nói gió, nhắc nhở tôi phải công tư phân minh ở công ty. Để từ đó, cho dù là Quý Noãn cũng phải được cô cho phép mới được bước vào cửa. Mặc Cảnh Thâm nheo mắt lại, cắt ngang lời cô ta. Trên mặt anh là nụ cười lạnh nhạt đơn thuần, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Biểu hiện hoàn mỹ của Thư Ký An đã chứng minh nền tảng giáo dục cao cấp của cô ta. Cô ta khẽ mỉm cười, lộ ra vài phần cố chấp, tôi chỉ đang cố gắng làm tốt chức trách công việc. Phòng tổng giám đốc không phải là cái chợ, cũng nên có quy định riêng của nó. Trước đây tôi thấy anh cho phép bà Mặc ra vào tùy ý, cho nên mới nghĩ rằng anh sẽ không quá khó khăn với em gái cô ấy. Cô ta ngừng lại một lát, hạ thấp giọng để tránh chọc giận anh, tôi vừa mới đến Mặc thị không lâu. Hai ngày trước ở nhà họ Mặc, tôi ngồi chưa bao lâu đã phải rời đi giữa chừng, vì vậy tôi còn chưa hiểu rõ thói quen giao tiếp của Mặc tổng đối với những người bên cạnh. Chuyện này là sai lầm của tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm. Không có sau này. Mặc Cảnh Thâm lạnh giọng, chậm rãi nói. Đôi mày thanh tú của Thư Ký An nhíu chặt, Mặc tổng, giọng điệu của anh nặng nề, lộ ra tia lạnh lùng chớ lại gần, 4 ngày sau, Sinh USA sẽ về nước ký hợp đồng. Sau buổi tiệc hợp tác, cô theo họ về đi. Thư Ký An siết chặt cặp tài liệu trong tay, tựa như sắp không duy trì nổi sự bình tĩnh lạnh nhạt vốn có. Mặc tổng, anh gấp gáp muốn đuổi tôi về Mỹ vậy sao? Xin thích hợp với cô hơn. Anh lãnh đạm nói. Thư Ký An im lặng hồi lâu, một lát sau mới ngước mắt lên nói khẽ, 4 ngày sau phải không? Vậy 4 ngày này, tôi sẽ tiếp tục làm việc bên cạnh anh. Tôi vẫn sẽ giữ vững bổn phận, chuyện nào nên làm sẽ làm cho xong. Tôi cũng sẽ thu xếp hoàn thành bàn giao công việc trong 4 ngày tới. Những ngày qua, cảm ơn Mặc tổng đã chiếu cố. Mặc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, bước vào phòng làm việc. Đồng thời, đôi mắt lạnh của anh liếc sang Quý Mộng Nhiên vẫn còn đứng bên trong phòng, nhưng câu tiếp theo chính là bảo người ngoài cửa, cô mang người này vào thế nào thì mang ra thế ấy cho tôi. Thư Ký An quay đầu nhìn về phía Quý Mộng Nhiên. Quý Mộng Nhiên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thư Ký An, nên cô ta khựng lại. Không còn cách nào khác, cô ta đành khẽ nói, anh Cảnh Thâm, Thư Ký An là người rất tốt, anh đừng vì em mà đuổi cô ấy. Sau khi nói xong, cô ta làm ra vẻ như rất biết điều, bước ra ngoài. Cửa phòng làm việc đóng trầm lại. Quý Mộng Nhiên nhìn về phía cửa đã đóng chặt, nhỏ giọng oán trách, thật không biết anh ấy nghĩ gì nữa, rốt cuộc Quý Noãn có gì tốt chứ. Bây giờ cô ta mưu mô như vậy, còn thường ngang nhiên thể hiện tình cảm ân ái khắp nơi. Anh Cảnh Thâm là người kín đáo, vậy mà lại dung túng hồ theo cô ta, hơn nữa còn, Thư Ký An không nói lời nào, chỉ nhìn cánh cửa ngăn hai người ở bên ngoài. Nhiều năm trước cô ta đã quen Mặc Cảnh Thâm, cũng nhận ra anh là người lạnh lùng, trưởng thành sớm. Đồng thời cô ta cũng biết anh làm việc khiêm tốn kính kẻ. Cho nên tất nhiên anh khinh thường những chuyện như thể hiện tình cảm ân ái với một người phụ nữ. Chẳng lẽ, anh thật sự yêu Quý Noãn vậy sao? Tại trụ sở Mặc Noãn, trong phòng họp. Lúc ở bệnh viện, sau khi Quý Noãn nhận được điện thoại thì đi thẳng tới phòng giao dịch.
Hai công ty vừa sáp nhập thành một, vẫn còn nhiều rắc rối cần cô xử lý. Trước khi vào phòng họp, cô hắt xì hai cái. Rõ ràng gần đây cô không hề cảm lạnh, sao đột nhiên lại hắt xì? Chẳng lẽ có người mắng sau lưng cô? Chị Đại Noãn, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Chị không khỏe à? Trợ lý Tiểu Bác vừa mới đến thực tập không bao lâu đứng bên cạnh hỏi han ân cần. Tôi không sao. Quý Noãn bước vào. Hôm nay là cuộc họp quản lý đầu tiên sau khi Quý Noãn sáp nhập công ty. Sau khi Quý Noãn bước vào ngồi xuống, cô nhìn sắc mặt từng người xung quanh một lượt, trong lòng cũng nắm được đại khái. Dù sao đây cũng là quản lý các cấp mà Hàn Thiên Viễn để lại, chuyện nên xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nửa tiếng đồng hồ sau khi cuộc họp bắt đầu, quản lý bộ phận nhân sự đứng lên, mở miệng nói, cô Quý, tôi quyết định từ chức. Quý Noãn rất bình tĩnh, nhìn ông ta, lý do. Tôi không thể nào làm việc dưới quyền của một cô gái mới 20 tuổi. Một cô gái trẻ mà muốn lãnh đạo cả hai công ty, tham vọng nhúng tay vào ngành địa ốc, lại còn sáp nhập thành phòng giao dịch gì đó nữa. Tôi thấy, ý tưởng và tư duy của cô không đủ chín chắn, hệ thống quản lý phòng giao dịch cũng rất non nớt. Đối với tôi, nơi này không giúp tôi phát triển tương lai được. Tiếng nói của quản lý bộ phận nhân sự vừa vang lên, phòng họp lập tức rơi vào sự yên lặng kỳ quái. Quý Noãn bình tĩnh uống tách cà phê Tiểu Bác mới đưa, không mở miệng đáp ngay. Tiếp sau đó lại có vài quản lý đứng lên, phần lớn là những quản lý hoặc trưởng bộ phận quan trọng, ngại quá, chúng tôi cũng quyết định từ chức. Quý Noãn đặt cà phê xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ, còn ai nữa không? Phòng họp lại rơi vào yên lặng lần nữa. Dường như tất cả mọi người đều nghĩ, chắc chắn lúc này Quý Noãn đang rất cuống quýt hoảng hốt, bởi vì phòng giao dịch thiếu hụt quản lý các bộ phận quan trọng nên cô không thể không xuống nước cầu xin bọn họ đừng đi. Nhưng bọn họ lại không ngờ Quý Noãn chỉ lạnh nhạt đáp lại vài chữ như thế. Quản lý bộ phận nhân sự dẫn đầu tiên phong lúc nãy cũng ngừng một lát, cô Quý, ý của cô là gì? Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định từ chức, không phải lén lút bàn bạc trước với nhau. Lời này của cô là ngầm mỉa mai chúng tôi cố ý kích động mọi người bỏ đi theo sao? Quý Noãn hờ hững nhướng mày, tôi có nói gì à? Ông chủ động từ chức, một là tôi không từ chối, hai là tôi cũng không tỏ thái độ. Ông kích động như thế làm gì? Quản lý bộ phận nhân sự thấy thái độ thờ ơ của cô thì bỗng dưng có cả mắt mình bị một cô gái 20 tuổi đầu coi thường. Vốn muốn hạ uy phong của cô, nhưng ông ta không ngờ thiên kim tiểu thư nhà họ Quý nổi tiếng một thời ở Hải Thành vừa mới dấn thân vào lĩnh vực quản lý kinh doanh, lại hoàn toàn tự tin kiên định như thế. Khuôn mặt mấy quản lý vừa báo từ chức cũng biến sắc. Phòng họp trở nên tĩnh mịch. Sau khi kết thúc cuộc họp, những ai báo từ chức hôm nay hãy đến bộ phận tài vụ thanh toán tiền lương. Quý Noãn chậm rãi nói, những người còn lại, trong vòng 3 ngày, nếu có ý tưởng gì để phát triển phòng giao dịch thì cứ tự nhiên gửi email cho tôi. Sau khi phòng giao dịch chính thức thành lập, những nhân viên và quản lý ở lại đều được tăng lương gấp đôi. Quý Noãn uống một hớp cà phê, ngước mắt, lạnh nhạt nhìn sắc mặt từng người trong phòng họp, vừa rồi nói đến đâu rồi. Chúng ta tiếp tục họp. Cuộc họp kết thúc thì cũng đã 8 giờ tối, Quý Noãn bước ra khỏi phòng họp, Tiểu Bác vẫn đi sát sau lưng cô. Chị Đại Noãn, chị có phát hiện không, vừa rồi mặt bọn họ suýt không nén được giận đấy. Quý Noãn cong môi, kể từ khi hai công ty này rơi vào tay tôi, những cấp dưới quen đi theo Hàn Thiên Viễn trước đây đều có dự định riêng. Họ muốn đi thì đi đi, chẳng lẽ còn chờ tôi mở miệng giữ lại hay sao? Nói đến đây, Quý Noãn quay đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Bác, mà này, sao cô cứ gọi tôi là chị Đại Noãn vậy hả? Tiểu Bác lúng túng, giơ tay lên đẩy gọng kính đen trên mặt, mấy ngày trước tôi gọi chị là Quý Tổng, nhưng mấy người quản lý đều nói chị còn trẻ quá, không kham nổi hai tiếng Quý Tổng. Chẳng phải vừa rồi ở trong phòng họp, bọn họ luôn miệng gọi chị là cô Quý sao? Tôi không chịu được ánh công kích của bọn họ, nhưng cũng không muốn vứt chén cơm ở phòng giao dịch này, cho nên đành gọi chị là chị Đại thôi, Quý Noãn, tên phế vật Hàn Thiên Viễn này thuê toàn kiểu người thế nào vậy? Năng lực cấp quản lý toàn loại xoàng. Hôm nay đám người kia chủ động từ chức như vậy, quả là đúng ý cô. Trong những nhân viên còn lại, không ít kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có kiến thức chuyên môn về thị trường. Trợ lý thực tập thì thoạt nhìn niềm nở năng nổ, nhưng thực chất lại là một cô ngốc có EQ thấp, ngay thẳng đến nỗi phải dùng hai từ đáng yêu để hình dung. Cùng lúc đó, Quý Noãn liếc mắt nhìn bên trong phòng làm việc có vách kính trong suốt cách đó không xa. Mấy cô thư ký đang ngồi trước máy tính lén lút trang điểm,
Khi nhìn thấy sự có mặt của cô thì hốt hoảng giấu đồ trang điểm vào trong ngăn kéo. Quý Noãn đang muốn bước vào thì chợt nghe tiếng điện thoại vang lên. Cô bắt máy, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên trong phòng làm việc. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, lãnh đạm, dễ nghe như tiếng suối trong của Mặt Cảnh Thâm, em còn chưa về nhà sao? Ừ, em vẫn còn đang ở phòng giao dịch, vừa mới xử lý việc thay đổi nhân sự cấp quản lý xong. Em về ngay đây. Lúc bắt máy, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị của Quý Noãn lập tức dịu đi rất nhiều. Phòng giao dịch. Em sáp nhập hai công ty mua được từ tay Hàng Thiên Viễn, đổi tên thành phòng giao dịch Mặt Noãn. Sao? Anh thấy tên này hay không? Mặt Cảnh Thâm nở nụ cười trầm thấp, không tệ. Quý Noãn đang muốn dùng cái tên này kể công chút xíu, xem thử tổng giám đốc Mặt có nể mặt cho PR chính thức hay không. Nhưng cô còn chưa mở miệng, thì đã nghe Mặt Cảnh Thâm hỏi tiếp, địa chỉ phòng giao dịch ở đâu? Ở tòa cao ốc Kim Lâm. Em lái xe. Ừ, nhưng chỗ này không có gara tầng hầm nên xe em đổ hơi xa. Dứt lời, Quý Noãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hóa ra trời đang mưa. Vốn dĩ trời đã vào thu, bây giờ lại thêm mưa, hơn nữa còn là mưa lớn. Cô đoán chắc hẳn nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp. Chờ đấy, anh tới đón em. Dứt lời, anh trực tiếp cúp máy. Quý Noãn không mang theo ô, chỗ để xe xung quanh đây rất ít, nên cô đổ xe hơi xa, chắc chắn cô không thể cứ thế mà đi ra ngoài được rồi. Nếu ông xã nhà cô dự định đến đón như lời anh nói, cô cũng không cần phải khách sáo làm gì. Có điều nơi này cách tập đoàn Mặt thị hơi xa, huống chi bây giờ còn là mưa đêm, có thể sẽ bị tắc đường khá nghiêm trọng. Quý Noãn quyết định không vội vàng, xoay người bước vào gian phòng làm việc vừa nãy. Các thư ký trong phòng làm việc vừa nhìn thấy Quý Noãn bước vào đã vô thức nhìn chằm chằm lên máy vi tính, giả vờ như nghiêm túc làm thêm giờ. Hôm nay làm thêm giờ, các bộ phận đều đang gấp gáp chỉnh sửa tổng hợp tài liệu trước đây của phòng giao dịch và các dự án đã đi vào quỹ đạo. Các cô không có chuyện gì làm sao? Quý Noãn hỏi. Một cô thư ký có dáng dấp xinh đẹp nhìn quanh bốn phía không thấy ai trải thì ho khan một tiếng, sau đó mở miệng, tôi là thư ký, những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi, thư ký. Vậy bọn họ thì sao? Chúng tôi cũng là thư ký. Những thư ký trẻ tuổi khác cũng mở miệng nói theo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Quý Noãn. Bọn họ đang quan sát thử xem rốt cuộc lúc nhìn gần, người đẹp nổi tiếng nhất Hải Thành này có thật sự xinh đẹp như lời đồn không? Trước đây chỉ là hai công ty nhỏ mà lại cần nhiều thư ký đến thế à? Quý Noãn quay đầu lại nhìn Tiểu Bác bên cạnh. Thư ký không ra thư ký, nói dễ nghe là thư ký, nói chứng tai là em gái sao chụp tài liệu kim chức lễ tân, đánh máy mà thôi. Tiểu Bác cúi đầu không dám lên tiếng. Quý Noãn tiếp tục nhìn thì cô mới nhỏ tiếng nói, bởi vì lúc trước Hàng Tổng còn ở đây cho nên mới tuyển bọn họ làm thư ký, sao lại tuyển nhiều như vậy? Tiểu Bác lại càng hạ thấp giọng nói, bởi vì bọn họ xinh đẹp. Lúc họ tới ứng tuyển, dù cho không phù hợp, Hàng Tổng vẫn sẽ sắp xếp bọn họ vào phòng thư ký làm việc. Vừa đúng hướng nhìn về phía phòng làm việc của anh ấy, trong chớp mắt, Việt Thái Dương Quý Noãn giật giật. Quả nhiên là tên bại hoại. Lấy hồ sơ cá nhân của bọn họ ra đây, tôi xem một chút. Tiểu Bác dạ một tiếng rồi xoay người đi tìm tài liệu. Đám người được gọi là thư ký ở trong phòng làm việc cũng vểnh tai lên nghe đoạn đối thoại này. Trong đó có một người cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục làm việc ở đây bao lâu nữa, vì vậy cô ta tỏ vẻ không cam lòng, đứng lên, lẳng lặng bỏ đồ vào túi, dự định bỏ đi. Tôi có nói cho cô ta làm sao? Quý Noãn liếc mắt nhìn cô ta một cái. Bởi vì Quý Noãn mở miệng thì uy mà thư ký kia khựng lại một chút. Cô ta ngẩng đầu, khinh miệt nói, thôi đi, cô ý gia đình cô có vài đồng tiền dơ bẩn, mua được hai công ty thì nghĩ mình giỏi lắm sao? Quý Noãn như cười như không, cô không phục. Sao tôi dám không phục? Cô chính là Thiên Kim Quý Thị. Không phải hiện giờ cô đang sáp nhập công ty thành một công ty gì đó sao? Tôi đoán cô Quý sẽ chẳng bỏ qua cho chúng tôi, thay vì đợi cô đuổi cổ, chi bằng tôi đây tự đi. Dứt lời, thư ký kia nháy mắt với các đồng nghiệp, những người còn lại cũng chẳng nói chẳng rằng, im lặng thu dọn đồ đạc. Quý Noãn nhìn thư ký, dẫn đầu khởi nghĩa, gật đầu tán thưởng, được lắm. Tự giác cũng là một loại bản lĩnh. Trước khi đi, cô nhớ tắt đèn văn phòng, điện này không phải để cô núp sau máy tính tô son trát phấn, mà là để chiếu sáng. Đúng lúc Tiểu Bác vừa chạy về, trên tay cầm hồ sơ cá nhân của từng người. Quý Noãn nhận lấy,
Tấm hình hồ sơ ở trên cùng chính là hình của người vừa chủ động khiêu khích cô. Thư ký đó dở giọng chanh chua châm chọc, cô cả nhà họ Quý còn thiếu mấy đồng bạc cắt tiền điện sao? Chúng tôi cũng không hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của cô, nhưng hình như nghe nói cô gả cho nhà họ Mặc nổi tiếng gần xa ở Hải Thành. Tổng giám đốc Mặc Thị là chồng cô đúng không? Cô kết hôn cũng lâu rồi mà đến giờ cái bụng vẫn chẳng có tin tức gì, hay là cô bị vô sinh? Tôi đoán sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi, chắc chắn gừa nhà họ Mặc cũng không thèm cái loại gà không biết đẻ trứng. Vừa dứt lời, những thư ký khác đều đồng loạt nở nụ cười châm chọc. Quý Noãn không giận mà ngược lại còn cười. Cô tiện tay ném một hồ sơ lên bàn, hồ sơ này là của cô phải không? Cô đã 30 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình, đắm mình trong cái công ty nhỏ này cả năm trời không chịu đi, cô đang ảo tưởng bám víu vào nhà họ Hàng sao? Đừng nói đến việc bây giờ Hàng Thiên Viễn đã không thể bước ra ánh sáng, cho dù là anh ta của trước kia, phụ nữ từng ngủ với anh ta có cả đàn. Với sắc đẹp loại như cô, sợ là ngay cả cái giường của khách sạn đàng hoàng cũng không leo lên được. Trong khoảnh khắc, thư ký kia trợn mắt lên trừng cô nói bậy gì đấy? Tôi mới 23 tuổi thôi. À, xem ra còn cố ý nói dối tuổi tác với người khác nữa. Nhưng thẻ căn cước trong hồ sơ của cô ghi rõ ràng là 30 tuổi, chắc chắn không sai. Đồng thời Quý Noãn nhìn xuống ngực cô ta, đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cô đây, cô phẫu thuật ngực ở đâu vậy? Có thể từ sân bay mà vươn lên thành sóng cả mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn chẳng có dấu hiệu rũ xuống. Trình độ của bệnh viện thẩm mỹ này thật không tệ. Cô chỉ tấm hình hồ sơ trên tay, tấm hình này đã chụp hơn một năm, có thể thấy rõ vóc dáng nửa người trên của cô ta. Cô Quý muốn vu khống người khác sao? Ngực tôi là đồ thật. Thư ký kia nổi giận trợn mắt đến nỗi con ngươi sắp lọt ra ngoài. Đừng kích động như thế, vật liệu độn trên cằm sắp bị tức đến méo luôn rồi kìa. Mắt hai mí này chắc là đã làm nhiều năm rồi hả? Khóe mắt phẫu thuật không đẹp lắm, chẳng có phong cách mắt to của châu Âu gì cả. Lúc chỗ đôi mắt xếp lên, ít nhiều gì cũng thấy vài nếp nhăn mỏng. Ánh mắt Quý Noãn rất bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nhạt. Đừng tưởng bây giờ cô là người phụ trách ở đây mà có thể tùy tiện nói bậy. Thư ký kia tức giận, mở miệng quát. Hình ở đây là chụp trước khi chỉnh sửa à, không biết nếu ban đầu Hàng Thiên Viễn xem kỹ hồ sơ của cô, anh ta còn cho cô cơ hội ở lại làm thư ký hay không? Quý Noãn tiện tay đặt hồ sơ của đám người kia qua một bên. Thư ký kia bất chợt bước nhanh lên phía trước, giật lấy hồ sơ trong tay cô, nhanh nhẹn nhét vào túi, xoay người định bỏ đi. Nhưng vừa nhìn ra bên ngoài thấy trời đang đổ mưa to, cô ta quay lại trừng Quý Noãn rất ác liệt rồi lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa nối máy, cô ta đã mở miệng nũng nịu, cưng à, em tan làm rồi, ngoài trời mưa to quá, anh có thể lái xe đến đón em không? Sau khi cúp điện thoại, cô ta quay đầu lại khinh khỉnh nhìn Quý Noãn. Cô ta rất đắc ý, nói, Hàng Tổng cũng chỉ là một trong những người đàn ông theo đuổi tôi thôi. Chỉ cần tôi ngoắt một đầu ngón tay, đám đàn ông giàu có sẽ xếp hàng từ đầu này đến tận đầu kia văn phòng. Bà cô đây chẳng thèm ở lại chỗ rách nát này của cô đâu. Dứt lời, cô ta lắc mông đi thẳng vào thang máy. Quý Noãn nhìn bóng dáng kia, vô thức cong khóe môi. Cô không định tranh cãi ầm ĩ với người khác, nhưng đám phế vật và bình hoa di động này đều là do Hàng Thiên Viễn tuyển vào, cô chẳng rảnh đâu mà đi nuôi bọn họ. Quý Noãn xoay người, trở về phòng làm việc của mình. 10 phút sau, Quý Noãn rời khỏi công ty, bước xuống lầu. Tại cửa xoay ở mặt tiền tòa nhà, cô nhìn thấy cô thư ký vừa rồi đang đứng ở đó, bên cạnh còn có hai thư ký đồng nghiệp khác. Một chiếc siêu xe trị giá tiền triệu đổ lại trước cửa, thư ký kia nhất thời đắc ý, nhướng mày. Cô ta quay đầu lại thì thấy Quý Noãn cũng đứng đó, vì vậy càng trưng ra nụ cười khái chí với cô. Trước ánh mắt hâm mộ của hai đồng nghiệp bên cạnh, cô ta giơ túi che trên đỉnh đầu, chạy xuống bậc thềm. Khi đến cạnh cửa xe, cô ta mở cửa ra, cúi người nói với người ở bên trong, cưng à, đồng nghiệp em không có người đến đón, anh có tiện đường đưa họ về nhà được không? Thư ký kia quay đầu gọi hai nữ đồng nghiệp lên xe, sau đó xoay đầu nhìn Quý Noãn bằng nửa con mắt. Cô ta lắc chiếc eo thon ngồi vào trong xe, vô cùng sảng khái, nghênh ngang đóng cửa xe lại. Trong xe, hai nữ đồng nghiệp không ngừng thán phục tán dương, đúng là có tiền mà. Đây là chiếc Porsche kiểu dáng mới nhất đấy. Tôi cũng muốn có một người bạn trai giàu có như vậy. Thật ngưỡng mộ quá đi, tôi, trên xe còn có bó hoa hồng xanh dương nữa. A a a, cục cưng à, bạn trai của cô thật là lãng mạn, thư ký kia vui vẻ cười rộ,
quay đầu hôn người đàn ông trong xe một cái, đồng thời quét ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Quý Noãn vẫn đang đứng đơn độc trước cửa tòa nhà. Tiếng hâm mộ trong xe kéo dài không dứt. Trong đêm mưa, đột nhiên có tiếng động cơ bên ngoài truyền đến. Thân xe màu đen quý phái dễ dàng vượt qua dòng xe ách tắc, nhanh nhẹn dừng lại trước cửa cao ốc. Ôi mẹ ơi! Đôi mắt một trong hai nữ đồng nghiệp kia nhìn ra phía ngoài, Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn, hả? Chính là chiếc Ghost trong truyền thuyết, trị giá hơn 60 triệu đó sao? Trời ạ, xe đẹp quá đi mất, đúng là quá phong cách. A a a, chiếc xe này chất quá đi. Thiết kế thân xe thật đẹp mắt. Đúng là chiếc xe khiến vô số siêu xe phải ngẩng đầu ngước. Nếu có thể ngồi trên đó, đời này của tôi xem như sống không uổng phí, xe này tới đón ai thế nhỉ? Tôi nghe nói hình như đây là xe của Tổng Giám đốc Mạc Thị, trong nháy mắt, trong xe trở nên im bặt. Tổng Giám đốc Mạc Thị. Mạc Cảnh Thâm. Cho nên Mạc Cảnh Thâm cố ý đến đón Quý Noãn sao? Những người phụ nữ trong xe đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước xuống từ chiếc Ghost. Người đàn ông mặc âu phục tông lạnh, thân hình cao ráo cân đối, chỉ cần đứng hoặc bước một bước chân thôi, trông anh cũng thẳng như cán bút. Anh xuống xe, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia cầm chiếc áo khoác dài cùng tông, bước đến trước mặt Quý Noãn, che ô trên đỉnh đầu cô. Không có bó hồng xanh dương lãng mạn giả tạo, chỉ có một người đàn ông cao quý đích thân xuống xe, đạp lên mặt đường nhựa ngập nước, che ô trên đầu Quý Noãn. Anh vừa đến gần đã khoác chiếc áo ra sau lưng Quý Noãn, đồng thời vòng cánh tay qua kéo cô vào trong lòng, tránh cho gió thổi tạt nước vào. Nghe đồn Mạc Cảnh Thâm vô cùng lạnh lùng, khó gần. Nhưng trước mặt Quý Noãn, trông anh lại chẳng có điểm nào giống như thế. Anh cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm vô cùng. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn sắc mặt Quý Noãn hơi trắng vì gió lạnh, ôm cô bước về phía xe, anh bảo em ngoan ngoãn ngồi chờ, chứ không phải bảo em ra hứng gió lạnh. Em đoán anh sắp đến, sợ anh xuất hiện trong công ty nhỏ bé của em sẽ gây náo loạn, cho nên em mới xuống trước. Quý Noãn sờ sờ chiếc áo vừa được khoác lên người, em có mặc áo khoác rồi, anh mặc vào đi. Mạc Cảnh Thâm đè cánh tay đang định cởi áo khoác của cô xuống. Vừa tới chỗ xe đổ, anh đã mở cửa cho cô bước lên. Bên ngoài mưa giông rất lớn, Quý Noãn được anh dẫn đi một mạch đến chỗ đổ xe, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng dính một giọt mưa nào, thậm chí một chút ẩm ướt cũng không có. Sau khi Mạc Cảnh Thâm lên xe, anh nhắc cô cài dây an toàn. Ngoài cửa xe, tiếng mưa róc rách, trong xe, giọng anh vô cùng gợi cảm dễ nghe, sao trông em buồn bã không vui vậy? Tâm trạng không tốt à? Quý Noãn kéo dây an toàn, thuận miệng đáp, không có, chẳng qua công ty vừa mới sáp nhập, có nhiều người và việc cần phải chỉnh đốn nên em hơi mệt. Mạc Cảnh Thâm nhìn về phía cô, quả thật mặt cô hơi phờ phạc. Anh lãnh đạm cười khẽ một tiếng, ông xã em dùng để trang trí hay sao? Em chỉ mua hai công ty nhỏ mà thôi, vừa mới bắt đầu nên không định để anh nhúng tay vào. Chẳng lẽ bà Mạc đây muốn tự mình đạt được thành tựu? Nếu như không thể thay đổi bản thân giỏi giang và có tư cách đứng bên cạnh anh hơn thì những kẻ khua môi múa mép ở sau lưng em sẽ ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ mong sao em sa vào bụi trần, để sự chênh lệch giữa em và anh ngày càng lớn. Quý Noãn nói nửa thật nửa đùa. Mạc Cảnh Thâm nhếch môi lên, bụi trần. Cho dù có người đè em xuống đất thì anh cũng có thể kéo em lên. Vậy thì chưa chắc. Lúc em ở bên cạnh anh, sợ là chẳng ai chạm đến một sợi tóc. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh không ở bên cạnh em thì sao? Quý Noãn nhớ lại những trải nghiệm kiếp trước mà thuận miệng nói ra câu này. Mạc Cảnh Thâm bất giác quay đầu nhìn cô. Cái nhìn bất chợt này của Mạc Cảnh Thâm khiến Quý Noãn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ cho rằng anh bất mãn với lời cô nói nên quyết định không tùy hứng nói bậy nữa. Đúng vậy, những chuyện kiếp trước đều đã qua, bây giờ cô có thể nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời của mình. Cô không nên để những thứ được mất và nỗi sợ hãi kiếp trước tiếp tục đeo bám mình. Cô cho rằng Mạc Cảnh Thâm không vui, nhưng sự yên lặng trong xe chỉ diễn ra trong chốc lát, anh bất thình lình nghiêng người qua, cúi đầu xuống. Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người Mạc Cảnh Thâm bất chợt sát lại, cô dương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, sửng sốt hỏi, sao anh? Quý Noãn kinh ngạc, âm thanh phát ra đã bị anh nuốt hết vào miệng. Bên ngoài, mưa rất lớn. Phía trước vừa mới có xe chạy vụt qua, đèn đường bên trái chiếu xuống sáng rực cả khu vực. Cho dù cửa xe đóng kín hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì ở một góc độ nào đó của kính xe, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh bên trong. Quý Noãn vội giơ tay lên đẩy anh ra, nhưng anh lại cắn vành môi cô, chẳng hề nể nang.
Anh cậy mở hàm răng đóng kín của cô, tỉ mỉ mút lấy môi cô hôn từng chút một. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ trượt xuống bờ vai, cách sợi dây an toàn, anh kéo cả người cô vào trong lòng. Quý Noãn bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn dập. Cô muốn né tránh nhưng nụ hôn của anh đã phủ dày đặt xuống bên gáy bên tai cô. Anh hôn đến vành tai, cọ sát qua lại, mút xuống xương quai xanh, rồi lại hôn thẳng xuống dưới, cắn lấy mép vải nơi cổ áo kéo ra. Tóc Quý Noãn xõa ra phía sau hơi xốc xếch, bao quanh chiếc cổ trắng nõn. Chỗ này là, trong xe, Quý Noãn cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng lại toàn phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Mặt Cảnh Thâm vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui. Anh dây dưa, vừa gặm vừa hôn, rồi lại từ từ dời qua cổ cô lần nữa. Quý Noãn bị hôn đến khó lòng kìm nén. Khi cô ghé sát tai anh cất giọng trầm thấp nhắc nhở, giọng cô đã trở nên mềm nhũn lạ kỳ. Cô vòng tay qua cổ anh, siết chặt cổ áo sơ mi của anh, tựa như sợ bản thân mềm nhũn đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi. Cơ thể cô như đang bốc lửa, tay rũ xuống, cặp mắt mê ly, ngón tay bấu lấy bả vai anh, xe đi ngang sẽ thấy Mặt Cảnh Thâm dừng lại, không tiếp tục nữa. Anh dừng ở cổ cô, ổn định lại 2 giây, sau đó cất giọng trầm thấp nói, từng, không ức hiếp em ở đây nữa. Giọng nói rất trầm, rất khàn. Thế này mà gọi là không ức hiếp hả? Chỉ thiếu chút nữa là bọn họ đã truyền hình trực tiếp hiện trường rung xe ở đây rồi. Anh được lắm, bất chợt hôn cô, biết rõ cô không có cách nào kháng cự nổi nụ hôn của anh. Suýt nữa cô đã bị anh hàng phục tại đây rồi. Quý Noãn chết mắt nhìn sang, thầm trừng người đàn ông đang nắm tay lái lần nữa. Bên trong chiếc xe Porsche đối diện, tuy rằng không thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ thấy được cảnh Quý Noãn bị Mặt Cảnh Thâm hôn rất lâu ở trong xe, ai nấy đều thèm thuồng nuốt nước miếng. Một người đàn ông vừa có gia thế hiển hách vừa có bề ngoài như Mặt Cảnh Thâm đều là loại cực phẩm hiếm có trên đời, hơn nữa vóc dáng anh còn rất tuyệt. Dám chắc ở trên giường, anh là mẫu người có thể khiến phụ nữ sung sướng ngất ngây. Nhìn lại người đàn ông gầy đét có vài đồng bạc lẻ ngụy trang giàu có trong xe, trong khoảnh khắc bọn họ đã thấy không thể nào so sánh hai người với nhau được. Đúng là khoảng cách kém nhau mấy tỷ năm ánh sáng, khác nhau một trời một vực. Hai đồng nghiệp nữ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không dám biểu hiện sự khinh bỉ ra mặt. Gương mặt thư ký ngồi ở hàng trước đã đen như đít nồi, cô ta trơ mắt nhìn chiếc Ghost màu đen cao quý phiên bản hạn chế phát ra tiếng động cơ, chạy xa khỏi tòa nhà trước mặt. Mặt Cảnh Thâm không nói lời nào suốt quãng đường đi khiến Quý Noãn cho rằng anh lái xe quá lâu nên hẳn đã bình tĩnh lại. Tối nay cô có thể tranh thủ thời gian kiểm tra email của công ty trước khi ngủ một lát. Kết quả vừa về đến nhà, mới bấm mật mã, ngay lúc cửa mở ra, Quý Noãn còn chưa kịp đổi giày thì đã bị anh bất ngờ kéo vào trong. Cô chẳng kịp nói tiếng nào thì đã bị anh hôn từ môi đến mũi, chuyển đến gò má, sang tai, xuống cằm, rồi cuối cùng lại trở về trên môi cô. Quý Noãn muốn hỏi tại sao đột nhiên tối nay anh lại nhiệt tình như vậy. Rõ ràng vừa rồi, anh còn chẳng hề có biểu hiện mờ ám nào cả, trong khoảnh khắc, người đã bị đẩy lên ghế sofa. Quý Noãn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, giây phút bị người đàn ông đẩy xuống sofa, tất cả lý trí của cô đều tiêu tán đâu mất. Đầu gối Mặt Cảnh Thâm chống bên người cô, giam cầm cô dưới cơ thể anh. Anh hôn từng chút từ cổ cô rồi lan xuống dưới. Quý Noãn vươn tay đặt lên vai anh, nhỏ giọng nói, chờ chút, anh cũng không ngừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, hửng. Cô tăng thêm lực đẩy bả vai anh, cất cao giọng, em mới nhớ ra, lúc nãy trong công ty, em phát hiện vài vấn đề cần anh phân tích giúp em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em quản lý, cách xử lý cũng không thể quyết đoán và kỹ càng như anh. Em không cần anh nhúng tay vào những chuyện khác, nhưng em vẫn cần anh giúp em đưa ra ý kiến cho một vài quyết sách. Anh dừng lại, rũ mắt nhìn cô, em nhất quyết phải nói lúc này sao? Cũng không nhất định phải ngay bây giờ. Nhưng em và ba đã đánh cược, nửa tháng trôi qua rồi mà công ty vẫn chẳng có tiến triển. Em sợ nếu trì hoãn nữa, ánh mắt tao nhã sâu xa của Mặt Cảnh Thâm khẽ dương lên, có anh ở đây, em sợ cái gì? Em chỉ muốn anh tranh thủ chút thời gian làm quân sư cho em, chứ không phải muốn anh tốn thêm công sức can thiệp vào công ty của em. Anh cười khẽ, công ty của em có tên anh, không cho anh can thiệp thịt phải uổng phí cái tên này hay sao? Công ty em chỉ là một công ty nhỏ. Bình thường anh đã rất bận rồi, em không muốn anh lãng phí thêm thời gian và sức lực vào chuyện này. Thời gian và sức lực có thể bỏ ra hay không thì còn phải xem đối tượng là ai. Mặt Cảnh Thâm thở dài rồi lại cười lần nữa, cúi người xuống, mỗi lần em đều tìm lý do này nọ,
chẳng lẽ tối nay em không thể chủ động một chút sao? Hửng, đừng có chuyển đề tài. Rõ ràng em mới là người chuyển đề tài. Anh hôn từng chút lên gương mặt cô, hờ hững nói, em có nghi vấn gì thì ngày mai tổng hợp lại rồi hỏi anh một lượt. Nếu như không thể đối phó với đám quản lý này thì anh có thể điều vài người tài giỏi trong bộ phận nhân sự của Mặc thị đến giúp em một tay. Dĩ nhiên, nếu em cần anh cũng có thể đích thân sang đó. Vậy thì không cần. Cũng không phải là em không thể đối phó. Em rất tự tin về lợi nhuận của công ty trong tương lai, nhưng dù sao em cũng chưa học qua quản lý tài chính, thiết nghĩ nếu bản thân quá vội vàng gấp gáp, quá cứng nhắc bướng bỉnh sẽ có thể đưa đến hiệu quả trái ngược. Nhưng nếu em không thị uy thì không thể thu phục được bọn họ. Công ty muốn ổn định phát triển lâu bền thì khâu quan hệ giao tiếp với quản lý các cấp là rất quan trọng. Để ông Phật lớn như Mặc Cảnh Thâm đến làm ở công ty nhỏ của cô, không chừng những người ở đó sẽ nhảy dựng lên mất. Em nói không sai. Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh cô. Quý Noãn tưởng rằng anh không định tiếp tục nữa, nhưng không ngờ anh lại ôm cô ngồi lên đùi mình. Nụ hôn anh trải đầy trên mặt khiến trái tim cô cũng ngứa ngáy, không thể nào kháng cự được. Cả người cô như bị nhào nặng đến mềm nhũn, tựa vào lòng anh, không còn hơi sức đâu mà vùng vẫy. Vậy anh nói thử xem, em có nên tranh thủ thời gian đi học hỏi tìm hiểu một chút về phương diện quản trị kinh doanh không? Trước đây ba em muốn em đến Quý thị làm việc nên đã đăng ký khóa bổ túc liên quan về mặt đó, nhưng em đã không đi. Quý Noãn tựa vào lòng anh, giọng nói mềm mại. Anh cười khẽ, âm thanh tựa như phát ra từ lồng ngực. Quý Noãn nằm ở trong lòng anh nên cảm nhận rất rõ, vừa định hỏi anh cười gì thì trong chớp mắt đã bị anh cắn lên vành tai. Quý Noãn đau đến rít khẽ một hơi, giơ tay lên che tai. Cô dời mắt nhìn vào đôi mắt như biển sâu vẫy mực của Mặc Cảnh Thâm. Anh thấp giọng nói, ông xã em đã gấp đến nỗi khó dằn lòng mà em cứ nhất quyết kỳ kèo mặt cả với anh ngay bây giờ sao? Trong lúc nhất thời Quý Noãn chẳng phản bác lại được, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái. Quả thật từ sau sinh nhật ông nội, anh đã phải nín nhịn mấy ngày. Hai ngày trước anh lại bận rộn chuyện công ty, còn cô thì ngủ sớm, Mặc Cảnh Thâm kéo tay cô qua, ấn thẳng lên nơi nào đó trên cơ thể anh. Quý Noãn vô thức muốn rút tay nhưng lại bị anh đè chặt, không thể nào rút ra. Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng, Mặc Cảnh Thâm. Em muốn ngủ sớm à? Anh dán sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng trêu đùa nơi vành tai, nếu tối nay em chủ động thì anh chỉ làm một lần. Còn nếu để anh tiếp tục thì nhịp thở của Quý Noãn cũng nhanh thêm vài lần, tay đặt ở nơi nào đó không dám lộn xộn. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô hỏi một câu, thật sự chỉ làm một lần. Anh không nói lời nào, lại tiếp tục hôn lên gò má cô, trêu chọc đến ngứa ngáy. Thế nào mới được xem là chủ động? Cô quyết định không thèm rụt tay lại nữa. Quý Noãn nghĩ dù gì trước đây cô cũng đã từng lén xem qua không ít phim ảnh. Huống chi 10 năm sau là thời đại Internet bùng nổ, những hình ảnh này đều có thể nhìn thấy ở nhiều ứng dụng phần mềm hoặc các kênh truyền hình nước ngoài. Nhưng khi đối diện với Mặc Cảnh Thâm, tay chân cô lại luống cuống, không biết có nên học theo mấy phim ảnh đó không? Dù sao, mấy kiểu đó có vẻ hơi phóng đẳng, huống chi người đàn ông trong phim ảnh lại quá thua kém Mặc Cảnh Thâm, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đối diện với anh, thật sự Quý Noãn chẳng thể nào ra tay nổi. Mặc Cảnh Thâm không nói lời nào, chỉ nhìn cô bí hiểm. Cho đến khi cô quyết định vòng tay ôm cổ anh, dựa theo bản năng hôn xung quanh cầm thì anh mới cúi người xuống dán lên môi cô, trầm giọng nói, lúc ở ngự viên, khi em lén dọn đồ anh về phòng ngủ chính, anh còn tưởng em định dùng tất cả vốn liếng để dụ dỗ ông xã em ngủ chung, cuối cùng lại thành ra anh suy nghĩ nhiều. Giọng nói như trêu chọc bên tai cô, trong phút chốc, mặt Quý Noãn trở nên nóng đỏ như bị lửa đốt. Lúc đó cô quá bất ngờ vì được sống lại, nên cô muốn đeo bám lấy anh, muốn anh lập tức thấy cô thật sự muốn sống bên anh. Đúng là cô đã nghĩ đến chuyện quyến rũ anh, nhưng vẫn chưa làm thật lần nào. Suy cho cùng, mỗi lần làm, cô đều bị anh dẫn dắt đến không kiềm chế nổi, nào còn nghĩ đến chuyện chủ động hay không chủ động. Anh nghĩ nhiều rồi. Quý Noãn cắn mạnh lên cầm anh một cái. Anh không cảm thấy đau nhưng vẫn rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này khiến đầu óc Quý Noãn như suýt nổ tung. Một bàn tay siết lấy eo cô, ấn cô vào trong lòng, tựa như muốn uy hiếp để cô có thể cảm nhận được sự biến hóa không thể nào che giấu được của anh. Quý Noãn không thèm tránh nữa, cô lập tức quấn lên người anh, vùi mặt vào cổ anh, bắt đầu làm theo những hình ảnh đã được xem qua trước đây.
Cô thử đưa lưỡi hôn lên yết hầu anh, dường như lúc cô bị bỏ thuốc cũng đã từng làm như vậy, nhưng lúc ấy đầu óc cô còn mơ hồ. Sau này, lúc nào cô cũng bị anh nghiền ép trên giường, không có hơi sức đâu mà chủ động. Bởi vì động tác này mà cánh tay đặt trên thắt lưng cô bất giác siết chặt hơn. Ngay lúc cô ngước mắt lên quan sát vẻ mặt và phản ứng của Mặc Cảnh Thâm thì anh đột nhiên giữ chặt cầm cô, hôn xuống thật mạnh. Quý Noãn bị hôn đến sắp nghẹt thở. Vất vả lắm mới được anh thả ra, cô hít thở vài hơi, nằm bất động trên vai anh. Không tiếp tục nữa à? Bị cô hôn một nửa rồi thôi, Mặc Cảnh Thâm rủ mắt nhìn cô gái nhỏ biến nhát nằm sụi lơ ở đó. Quý Noãn ngước mắt lên, vẻ mặt thành khẩn, thương lượng, nói được làm được, chỉ một lần thôi đấy. Anh cúi đầu nhìn cô, phải xem biểu hiện của em nữa. Quý Noãn lập tức tiếp tục gặm chiếc cằm của anh. Cô nâng tay lên, vừa gặm vừa hôn, lại vừa cởi áo sơ mi anh ra. Đến khi tay cô chạm vào khuôn ngực hoàn mỹ, nóng như lửa của anh thì cô mới nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn vì cảm xúc tuyệt vời nơi bàn tay. Cô ngước mặt lên hôn môi anh. Thật ra vốn chẳng cần Quý Noãn chủ động quá lâu, động tác vừa trúc trắc vừa cố gắng của Quý Noãn đã khiến Mặc Cảnh Thâm sôi sục. Anh bất chợt ôm lấy cô, đi vòng qua sofa, đá văng cửa phòng ngủ, kéo cô lăn ra giường. Quần áo trên người Quý Noãn đã bị cởi ra từ lâu, váy cũng bị vén lên. Cô chỉ kịp phát ra tiếng nức nở thì tay anh đã lần mò vào. Quý Noãn cắn môi không chịu phát ra âm thanh. Anh lại cắn vành tai cô, hơi nóng phả nhẹ lên tai, hôm qua lại hôn lại ở vị trí này. Tai cô từ trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, tiếng rên rỉ vỡ tan, thoát ra khỏi miệng cô. Quý Noãn vùi mặt ở đầu vai Mặc Cảnh Thâm, cảm nhận động tác tay bên dưới của anh. Cô chỉ có thể níu chặt quần áo nửa hở, để mặc kích thích tận xương đánh thẳng vào tâm can. Bất chợt như có luồng sáng trắng xông tới trước mắt khiến trời đất đảo điên, Quý Noãn khựng người, không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Âm thanh vừa tràn lên khóe miệng thì đã bị nụ hôn của anh nuốt mất. Trong lúc cô vẫn còn run rẩy, anh chống người nhìn về phía cô. Quý Noãn không nhịn được cắn lên vành tai anh, giọng nói mềm nhũn, khàn khàn, đáng ghét, Mặc Cảnh Thâm hít một hơi nặng nề. Anh có chết trên người cô cũng là một khả năng rất cao. Xem sau này anh còn dám cắn em không? Cắn chết anh. Quý Noãn hung dữ nói bên tai Mặc Cảnh Thâm, dùng hàm răng cắn hai cái thật mạnh vào tai anh. Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, không đáp, thấp giọng nói bên tai cô, cắn đi. Mắt Quý Noãn ngớ ra, trên mặt vẫn còn nóng bỏng, chân bị tách ra dễ dàng. Anh đã đâm thẳng vào. Quá mạnh, quá sâu. Qua một lúc lâu mà Quý Noãn vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cô nghe thấy anh nhỏ giọng bảo cô thả lỏng. Cô nức nở một tiếng, thầm trừng anh, cơ thể phát run. Cho dù đã trải qua vài lần nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng, làm sao mà thả lỏng cho được. Là ai cứ luôn miệng bảo một lần rồi thôi. Lúc về nhà là 9 giờ, vậy mà bọn họ thân mật đến nửa đêm mới kết thúc. Dù cho Quý Noãn có cào anh, cắn anh thế nào thì anh cũng không nhẹ lại. Sau khi Quý Noãn được anh đưa đi tắm rửa xong, cô cuộn chăn nằm trên giường, thiêm thiếp buồn ngủ. Điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên. Quý Noãn mở mắt ra nhìn về phía ấy, là điện thoại cá nhân của Mặc Cảnh Thâm. Vào giờ này mà còn có điện thoại sao? Công ty có chuyện gấp hay có chuyện gì khác? Mặc Cảnh Thâm vẫn còn ở trong phòng tắm, Quý Noãn ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô bắt máy. Một lát nữa Cảnh Thâm mới có thể nghe điện thoại, gọi lại sau đi. Quý Noãn bắt máy nhưng không đợi đối phương trả lời mà đã mở miệng nói rõ tình hình trước. Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng nói dịu dàng tựa như dò xét của thư ký An, bà Mặc. An Thư Ngôn. Cơn buồn ngủ của Quý Noãn thoát cái bay biến. Cô nhìn dãy số hiển thị, ghi nhớ trong đầu, rồi lại đặt di động bên tai lần nữa, thư ký An. Đã khuya như vậy rồi mà cô còn gọi điện thoại cho Mặc tổng à, có chuyện gấp gì sao? Thật ngại quá, bà Mặc, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Tôi biết tối nay Mặc tổng có cuộc họp video với phía bên Mỹ, tôi nghĩ hẳn lúc này anh ấy chưa nghỉ ngơi nên mới gọi điện thoại. Thư ký An khách sáo, dịu dàng nói, điện thoại kia của anh ấy đã hết pin, cho nên tôi mới gọi số cá nhân này, Quý Noãn im lặng không lên tiếng. Nửa đêm mà cô ta còn gọi điện cho chồng người khác, hơn nữa mục đích trở về nước của cô ta lại rõ rành rành như vậy, không thể nào tự nhiên có chuyện gọi điện mà không có mục đích. Tôi muốn bàn bạc với Mặc tổng về cuộc họp video tối nay,
dù sao cũng là dự án hợp tác có liên quan đến tập đoàn Sinh USA. Thư ký An ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp, nhân tiện, tôi còn muốn hỏi xem có phải son môi của tôi rơi trên xe mặt tổng không? Quý Noãn im lặng nhìn đồng hồ, hửng. Son môi gì? Buổi tối tôi và anh ấy về chung, không thấy trên xe có vật gì của cô cả. Vậy có lẽ là rơi bên ngoài rồi. Thư ký An nhẹ nhàng nói, tối nay lúc tan làm, tôi vừa lái xe rời khỏi công ty, nhưng đột nhiên xe chết máy ở ven đường. Trời thì mưa lớn, đúng lúc xe mặt tổng đi ngang, tôi đã nhờ anh ấy lái xe đưa tôi một đoạn. Lúc trước khi xuống xe, tôi có lấy son môi thoa lại. Nhưng khi trở về lại không thấy trong túi xách, tôi cứ ngỡ nó rơi trên xe mặt tổng. Quý Noãn cầm điện thoại, chậm rãi cười, quả thật trong xe anh ấy không có đồ của cô cứ từ từ nhớ lại xem, có phải rơi chỗ khác rồi không? Dù sao cũng chỉ là một cây son mà thôi, cái đó hiệu gì? Nếu thư ký An thích thì ngày mai tôi sẽ mua một cái khác giúp cô. Cũng không cần phải thế, đã muộn rồi mà còn gọi điện làm phiền bà Mạch, tôi thật sự xin lỗi. Không sao, đúng là hôm nay mưa lớn thật, mấy ngày gần đây nên chú ý giữ ấm. Ngày mai thư ký An đi làm nhớ mặc thêm áo, và cũng đừng quên mang theo ô nhé. Vâng, cảm ơn bà Mạch. Đừng khách sáo. Quý Noãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hướng cửa phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhẹ nhàng nói, Cảnh Thâm đã tắm xong rồi, không phải cô có chuyện cần bàn về cuộc họp video sao? Có cần tôi đưa điện thoại giúp cô không? Vậy làm phiền bà Mạch. Trong giọng nói của thư ký An vẫn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Quý Noãn đứng dậy, bước xuống giường. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, quả thật thấy mặt Cảnh Thâm đang định đi đến phòng sách. Ông xã, điện thoại của thư ký An. Giọng nói Quý Noãn rất nhẹ nhàng, cô bước tới. Lúc mặt Cảnh Thâm xoay người nhìn cô, Quý Noãn đưa điện thoại cho anh. Mặt Cảnh Thâm vừa mới tắm rửa xong, trong mắt vẫn còn sự thỏa mãn, tinh thần cũng sảng khái hơn. Trong mùi hương thanh thoát hòa lẫn vài phần biến nhát trong đêm. Quý Noãn không nhìn anh lâu, cô đưa điện thoại xong thì xoay người trở về phòng ngủ. Nhưng cô vừa mới bước đi hai bước thì bất chợt eo thon bị giữ lại. Anh duỗi tay ôm cô trở về, Quý Noãn quay đầu nhìn anh không vui. Một tay mặt Cảnh Thâm vẫn ôm cô không rời, còn tay kia thì nhận điện thoại. Gửi hồ sơ dự án hợp tác cho bọn họ, 40 phút sau tôi mở máy. Giọng điệu mặt Cảnh Thâm lạnh nhạt, lãnh đạm nói vài điểm cần chú ý trong dự án hợp tác với tập đoàn Sinh. Sau vài câu ngắn gọn, anh cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên sofa. Sao vậy? Cách lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay mặt Cảnh Thâm đặt trên eo cô khẽ vuốt ve. Quý Noãn mím môi, cân nhắc rồi lại nhìn anh một cái. Vừa rồi thư ký An nói hình như son môi của cô ta rơi trên xe anh. Đuôi mày anh tuấn của mặt Cảnh Thâm hơi nhướng lên, son môi. Quý Noãn không vui, liếc mắt nhìn anh một cái, lại rũ mắt, khẽ đẩy bàn tay vòng bên hông cô ra, trước tiên anh buông em ra đã, chẳng phải có dự án cần bàn bạc với bên Mỹ sao? Em đi ngủ trước, ngày mai rồi nói. Tay anh đặt trên thắt lưng cô vẫn không nhúc nhích. Cô càng đẩy, anh càng ôm chặt hơn. Còn sớm. Giọng nói anh ở gần bên tai, sự điềm tĩnh trong lời nói khiến ngọn lửa nhỏ sắp mất kiểm soát trong lòng cô lại bùng phát. Nhưng mà em mệt. Quý Noãn tức giận giãy dụa trong ngực anh tiếp tục nói chuyện điện thoại với thư ký của anh đi, sau khi xong việc thì về phòng ngủ gọi em. Cô ta nói gì? Mặt Cảnh Thâm không buông tay, nhưng bởi vì cô giãy dụa mà giọng anh trở nên trầm hơn. Quý Noãn vùng vẫy nhưng không được, nên cô không thèm giãy nữa, để mặc cho anh giam cầm trong lòng. Cô xoay lưng về phía ngực anh, khó mà che giấu cảm xúc trong lời nói, cô ta nói lúc tan làm thì xe chết máy, nên anh tiện đường đưa cô ta về một đoạn. Mặt Cảnh Thâm nhìn cô, thở dài cười, vỗ nhẹ bên hông cô tựa như dỗ dành, hôm nay công ty bận rộn dự án phía bên Sinh nên phải tăng ca, mà thư ký An đã từng làm việc với Sinh. Cho nên sau khi sắp xếp kế hoạch hạng mục xong, bọn anh gần như cùng lúc rời công ty. Quý Noãn vẫn chưa lên tiếng, im lặng lắng nghe. Lúc anh lái xe ra khỏi công ty thì nhìn thấy xe cô ta đổ ở ven đường. Cửa xe thì mở, nửa người cô ta bị nước mưa dội ướt. Cho dù là vì quan hệ cấp trên cấp dưới hay là quan hệ với nhà họ An, anh cũng không thể nhìn thấy mà lờ đi. Cho nên anh để cô ta lên xe. Quý Noãn liếc mắt nhìn anh, ngọn lửa trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Thấy cô không vui, ánh mắt tĩnh mịch của mặt Cảnh Thâm khóa chặt trên người cô, dùng tay mơn trớn trên đầu Quý Noãn, anh định bảo tài xế lái xe công ty đưa cô ta về,
nhưng thư ký An bảo tài liệu dự án cần họp tối nay ở trong túi sách cũng bị ướt, cần về nhà gấp để chuẩn bị lại một bản nữa. Vì vậy cô ta mở miệng hỏi anh có thể đưa cô ta về không? Đôi mắt Quý Noãn nhướng lên, cô cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức rồi. Địa chỉ của cô ta cách tòa cao ốc Kim Lâm của em không xa. Giọng nói Mặc Cảnh thâm trầm ổn, điềm tĩnh, giải thích rất cặn kẽ, anh để cô ta ngồi hàng sau, không đụng đến chỗ ngồi dành riêng cho bà Mặc. Em đừng giận nữa, nhé. Ánh mắt Quý Noãn lườm về phía anh, vậy anh có hôn cô ta không? Khóe môi Mặc Cảnh thâm phát họa một đường cong, như cười như không, em cảm thấy thế nào? Vừa rồi thư ký An còn nhấn mạnh với em, lúc cô ta xuống xe thì lấy son ra trang điểm lại. Tại sao cô ta trang điểm lại? Tại sao còn cố ý nói em biết? Quý Noãn không chớp mắt, nhìn thẳng Mặc Cảnh thâm. Mặc Cảnh thâm không lên tiếng, đồng thời cũng im lặng nhìn cô. Một lát sau, anh thấp giọng, lãnh đạm nói, em không tin anh. Em tin. Quý Noãn từ từ tuét miệng cười, nhưng lại có phần buồn bực. Cô thầm nghiến răng, nhưng thư ký An lại chọn thời gian này gọi đến, rõ ràng cô ta đang ngấm ngầm tuyên chiến với em, lẽ nào bây giờ em phải bình tĩnh như chưa có gì xảy ra? Làm sao cô có thể không tin Mặc Cảnh thâm? Hơn nữa, vừa rồi cô bị anh hôn lâu như vậy, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ khác. Dĩ nhiên cô biết rõ người đàn ông của mình sạch sẽ hay không, có giả vờ hay không. Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến cho kẻ luôn cẩn trọng từng bước như thư ký An lại đột nhiên phát sinh hành động quá khích như vậy? Chẳng lẽ cô ta không định tiếp tục đóng vai thư ký tổng giám đốc điềm tĩnh nữa sao? Ánh mắt Mặc Cảnh thâm lạnh nhạt quét về phía chiếc điện thoại trên sofa, đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, không nói lời nào, nhưng cũng không lộ ra vui buồn. Ngay lúc Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này vào đêm hôm khuya khoắt, bất chợt có giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô, em thích xe gì? Hả? Quý Noãn ngẩn ra, người cô vẫn còn ở trong vòng tay anh, nhưng nhất thời não lại không bắt kịp tiết tấu. Gì vậy? Xe gì chứ? Anh bỏ chiếc Ghost này cho công ty dùng chung, chúng ta đổi xe. Đôi mắt Mặc Cảnh thâm trong suốt nhưng lại sâu thẳm. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quý Noãn. Đổi xe? Quý Noãn suýt nữa sặc nước miếng. Mặc dù cô ghét chuyện An Thư Ngôn ngồi trên xe anh hôm nay, nhưng không đến nỗi điên khùng như vậy. Hơn nữa An Thư Ngôn chỉ ngồi đằng sau. Bình thường thỉnh thoảng Thẩm Mục hoặc người khác cũng ngồi ở đó, chẳng đến nỗi khiến cô có cảm giác bị thiếu tôn trọng hoặc như thế nào cả. Về mặt này, Mặc Cảnh thâm rất chu đáo, không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được vậy. Cho nên Quý Noãn nghĩ việc đổi xe là không cần thiết. Huống chi đây là chiếc xe trị giá hơn 60 triệu. Lại còn là Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn. Giá tiền bây giờ đã như vậy, 10 năm sau không biết còn đắt cỡ nào. Đối với những người sưu tầm và yêu thích xe mà nói, giá cả cũng có thể lên đến hơn 100 triệu. Cho dù từ nhỏ Quý Noãn đã lớn lên tại nhà họ Quý, nhưng cô đâu đến nỗi chi tiêu mấy chục triệu mà chẳng chớp mắt. Đổi xe thì không cần, em thích chiếc Ghost này. Em đâu phải là người không biết lý lẽ. Quý Noãn bĩu môi. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, em thích chiếc Ghost sao? Những chiếc khác loại này cũng rất tốt. Không cần đổi thật mà. Chiếc xe hơn 60 triệu mà anh quăng ở công ty làm xe dùng chung, chi bằng anh lấy tiền đè chết em còn hơn. Quý Noãn giơ tay lên đánh lên ngực anh, nhưng đánh không mạnh, chỉ giống như gãi ngứa. Cô trừng mắt uy hiếp, không được đổi. Chẳng phải em không vui sao? Giọng nói của Mặc Cảnh thâm trầm thấp bên tai, từng tiếng êm ái dễ nghe, giọng điệu dung túng và nhường nhịn, khiến Quý Noãn cảm giác được anh không muốn cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Dù cho là ấm ức vì những điều bịa đặt của người khác. Nếu anh dám đổi xe, em sẽ càng không vui. Quý Noãn quay đầu lại cắn lên cằm anh một cái. Bây giờ đã sắp đến thời gian anh phải họp với phía bên Mỹ, cho dù cô cắn anh thì sao, anh cũng chẳng thể ném cô trở lại trên giường được. Quả nhiên trong phút chốc, mắt anh tối sầm lại. Cúi đầu hôn từng chút một lên môi cô, vậy làm thế nào em mới vui? Hửng. Quý Noãn tựa vào ngực anh, cười tít mắt, trong vòng nửa tháng anh không được chạm vào em, để em nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, thế nào? Ban đầu anh không lên tiếng, Quý Noãn cho rằng chiếc xe hơn 60 triệu mà anh còn dám đổi, chắc chắn chuyện nhịn một tí là xong này cũng có thể thỏa hiệp. Cuối cùng Mặc Cảnh thâm ném cho cô một cái liếc mắt đầy ẩn ý, lãnh đạm nói, không được. Quý Noãn. Anh quăng 60 triệu ở công ty mà còn không chớp mắt, em chỉ yêu cầu anh có một chuyện, mà anh cũng không đồng ý là sao?
Mặt Cảnh Thâm buông cô ra, xoay người đi về phía phòng khách, chẳng thèm ngoảnh đầu, ném lại một câu, em đừng có mơ. Quý Noãn im lặng. Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn không tự mình lái xe mà ngồi xe Mặt Cảnh Thâm đến văn phòng. Lúc lên xe, cô lơ đãng nhìn trước ngó sau vài lần, cuối cùng tìm được một thỏi son màu vàng nằm trong khe hở của ghế da phía sau. Quý Noãn cầm thỏi son lên, mở ra xem rồi nhướng mày cười khẽ. Lúc Mặt Cảnh Thâm nhìn thấy thỏi son thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, giọng điệu y như đêm qua, em xác định không đổi xe. Không đổi. Quý Noãn nhếch môi, mân mê thỏi son trong tay, dù sao em cũng chẳng để ý tới xe, mà mục đích của cô ta cũng không phải thỏi son này. Đôi môi mỏng của Mặt Cảnh Thâm hơi cong lên, cô gái nhỏ này ngoài miệng cứ nói là tin anh, làm như đã nghĩ rất thông suốt, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự ghen tuông. Buổi chiều, thư ký An lái xe rời khỏi công ty, bỗng trông thấy Quý Noãn xách một túi quà nhỏ đi ngang qua quảng trường trước công ty. Bà Mặt. Thư ký An dừng xe bên cạnh, khách sáo gật đầu cười với cô. Quý Noãn quay lại nhìn cô ta, sau đó nhìn xe cô ta, xe của thư ký An sửa nhanh quá nhỉ, tối qua mới bị chết máy mà hôm nay đã có thể lái bình thường rồi à. Thư ký An khẽ cười, đáp lời, đêm qua tôi đã gọi điện kêu người của đại lý xe tới. Hiệu suất làm việc của họ quả thật rất nhanh. Hôm nay lúc đi làm đã thấy xe được sửa xong trả lại rồi. Không tệ, tối qua mưa lớn đến rạng sáng, hơn nữa còn phải làm việc ở ngoài trời. Hiệu suất làm việc thần tốc như thế, xem ra sau này tôi phải thường xuyên ghé thăm đại lý xe này của cô mới được. Quý Noãn nói rồi đưa túi quà xinh xắn đang cầm trong tay ra. Thư ký An khẽ ngẩn người ra, đây là... Đêm qua đúng là son của cô rơi trong xe của Cảnh Thâm, sáng sớm nay tôi mới tìm thấy. Quý Noãn cười như chẳng để tâm, đáng tiếc là khi đem xe đi rửa mới tìm được, công nhân rửa xe đã bất cẩn làm ướt, tôi nhìn cũng thấy tiếc. Đúng lúc hôm nay tôi rảnh, trước khi đến đây đã mua một thỏi son mới cho cô, cầm lấy đi. Bà Mặt, thật sự không cần đâu ạ, chỉ là một thỏi son thôi mà, không cần đặc biệt mua một thỏi mới cho tôi đâu. Hơn nữa cũng tại tôi bất cẩn làm rơi trong xe của Mặt tổng mà. Nụ cười của thư ký An rất khách sáo và xa cách. Cô ta mở cửa xuống xe, rất chu đáo và lễ phép đứng trò chuyện với Quý Noãn. Quý Noãn chú ý đến chi tiết này, phát hiện thư ký An rất biết cách đối nhân xử thế, liền nhàn nhạt nhếch môi, bình tĩnh nói, tối qua đã khuya vậy mà cô còn có thể cố ý nhắc đến chuyện son môi trong điện thoại, tôi còn tưởng thỏi son này rất quan trọng với cô. Giờ tôi cũng đã lỡ mua rồi, dù sao màu này cũng không hợp với tôi, hay là thư ký An cứ giữ lấy đi. Nói rồi, cô ném thẳng túi quà đựng thỏi son đang cầm trong tay vào chỗ ngồi trong xe. Thư ký An không từ chối được, đành phải cười với Quý Noãn, vậy thế này đi, chiều nay tôi phải đến hội trường thương mại lấy vài thứ, không biết có quán cà phê nào ngon ở dọc đường không? Bà Mặt muốn đi uống cà phê với tôi không? Tôi mời cô, xem như cảm ơn cô đã mua son cho tôi. Cô hỏi đúng người rồi đấy, quả là tôi biết được mấy quán cà phê không tệ. Quý Noãn cười dịu dàng, không từ chối. Thư ký An gật đầu rồi đi vòng qua xe, vừa mở cửa xe vừa nói, vậy lên xe đi, chúng ta cùng đi uống cà phê. Không thể chối từ tấm thịnh tình, vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Quý Noãn cười rồi lên xe của cô ta. Hai người phụ nữ ngồi trong xe, dọc đường trò chuyện đôi ba câu, nhưng dường như đều cố ý lướt qua chủ đề về Mặt Cảnh Thâm, chỉ nói đủ chuyện xoay quanh tập đoàn Sinh USA và nhiều chuyện xảy ra trong nước. Hai người vừa nói vừa cười, giống như thật sự đang trò chuyện rất vui vẻ. Tận đến khi tới quảng trường gần hội trường thương mại, hai người mới đi vào một quán cà phê có phong cảnh tao nhã và yên tĩnh. Quý Noãn gọi đại một tách mocha, thư ký An cũng gọi một tách y vậy. Thư ký An cũng thích uống mocha. Cũng tạm, tôi lớn lên ở Mỹ, không thể uống được mấy loại cà phê đắng ngắt, nhưng mocha thật sự là loại tôi thích. Mặc dù màu son của thư ký An khác tôi, nhưng thương hiệu lại giống, cũng cùng thích uống một loại cà phê. Vậy chúng ta có được xem là có sở thích gần giống nhau không? Quý Noãn mỉm cười, nói như vô ý, không biết có phải gu đàn ông cũng giống nhau luôn không nhỉ? Nghe thấy câu này, thư ký An im lặng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười, hôm nay bà Mặt cố tình tới tìm tôi, thật ra là muốn nói chuyện với tôi sao? Quý Noãn nhướng mày, vậy cô nói thử xem, tôi tới tìm cô để nói chuyện gì? Tất nhiên là nói về Mặt tổng rồi. Thư ký An rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Quý Noãn, bà Mặt là người thông minh, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, tôi cũng không cần phải đóng vai nhân vật vô tội. Có thể từ Mỹ trở về đây, mục đích của tôi rất đơn giản,
cũng rất trực tiếp, giống như mục đích hôm nay bà mặc đến tìm tôi vậy. Cho nên son môi của thư ký An quả nhiên chỉ là một cái cớ. Chính là để dẫn dụ tôi chủ động đến tìm cô. Quý Noãn lập tức mỉm cười. Thư ký An cười nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra, chú Mặc không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa cô và Mặc tổng. Ông Mặc cũng đã lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Cái gọi là lợi ích gia tộc phải đứng ở góc độ lâu dài để suy xét. Mặc dù nhà họ Quý từng hưng thịnh ở Hải Thành một thời, nhưng mọi phương diện của tập đoàn Quý thị đều đang không ngừng tuột dốc. Cuộc hôn nhân này không hề có lợi gì cho nhà họ Mặc, chỉ có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nói đến đây, thư ký An lại bình tĩnh nhìn Quý Noãn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bà Mặc, những gì cô làm sau khi kết hôn đều không được xem là của một người vợ tốt. Huống chi tôi còn nghe nói mấy tháng trước quan hệ giữa cô và Mặc tổng cũng không được hòa thuận lắm, cô rất muốn ly hôn. Quý Noãn cười khẽ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cú điện thoại đêm qua của cô ta chỉ để tìm cơ hội nói chuyện thế này mà thôi. Thư ký An nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy. Thế thì tôi cũng không giấu cô nữa. Quý Noãn chống cằm, nháy mắt cười với cô ta, đúng là ban đầu tôi chưa thích ứng với cuộc sống tân hôn. Chắc hẳn cô cũng biết Cảnh Thâm là người trong nóng ngoài lạnh thế nào. Khi đó tôi chưa hiểu rõ anh ấy, cho nên muốn trở về kiếp sống độc thân, tìm lại tự do. Thư ký An nhìn Quý Noãn, trong mắt có ý tìm tòi và thăm dò. Nhưng sau khi cưới, anh ấy vẫn luôn nuông chiều tính khí trẻ con của tôi. Trước kia tính tình của tôi giống như trẻ con vậy, nhưng dần dà tôi đã bị thu hút bởi sự nhiệt tình của anh ấy. Quý Noãn làm như hơi ngượng ngùng, nhưng trong mắt toàn là vẻ ngọt ngào. Lúc anh ấy nhiệt tình, thật sự khiến người ta không chống cự được. Quý Noãn nói xong hai câu này thì mới nhận lấy ly cà phê mà thư ký An do không kìm được mà đã nắm chặt lấy thìa khuấy đang đặt trên miệng ly. Thật ra tôi cũng không biết rõ chuyện giữa cô và Mặc tổng. Phần lớn những chuyện tôi từng nghe được đều là tin đồn. Thư ký An vẫn cười, nhưng nụ cười đã phần nào cứng nhắc, xem ra tình cảm giữa cô và Mặc tổng thật sự rất tốt. Cũng tạm. Quý Noãn ngượng ngùng chống cằm. Chớp mắt nhìn cô ta, cười, hôm qua khi cô gọi điện tới là anh ấy mới đi tắm. Nếu lúc ấy cô gọi sớm hơn mấy phút thì đoán chừng chúng tôi đã không nghe cuộc điện thoại đó rồi, Quý Noãn có ẩn ý, đỏ mặt nói, còn cái ngày mà tôi ở phòng làm việc của Cảnh Thâm, ban đầu chúng tôi đang thân mật thì đột nhiên ông nội tới, tôi thẹn quá đành chui xuống bàn làm việc của anh ấy. Thật ra cô cũng biết hôm đó tôi đang ở trong phòng làm việc của anh ấy mà, chỉ là cô không biết rốt cuộc tôi trốn ở đâu, phải không? Thư ký An không nói gì, tay nắm chặt lấy thìa khuấy trong ly. Nếu ông nội không tới đột ngột, không chừng Cảnh Thâm đã bế tôi vào phòng nghỉ sát vách văn phòng rồi. Bình thường anh ấy lạnh lùng khó gần, nhưng lúc ân ái thì luôn nhiệt tình khiến tôi không thể ứng phó được. Sắc mặt của thư ký An đã không thể dùng từ cứng nhắc để hình dung, chỉ có khóe môi gượng gạo nhếch lên, đại diện cho việc cô ta vẫn đang cười, nhưng thật ra lại không cười được tự nhiên như thế. Ấy chết, xin lỗi. Nãy giờ tôi nói gì với cô vậy nhỉ? Thư ký An vẫn chưa kết hôn, mấy chuyện vợ chồng thân mật mập mờ này thật sự không thích hợp với cô. Có điều, đàn ông có thể lực quá tốt, cũng thật khiến người ta phiền não. Bình thường ngay cả người ta muốn ngủ yên giấc cũng không để người ta ngủ. Quý Noãn chớp chớp mắt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý mặn tình nồng. Tuy rằng Quý Noãn hơi cố ý, nhưng câu nào cũng là thật. Mỗi cử chỉ, giọng điệu và vẻ mặt của cô đều không hề giả dối, vẻ ngượng ngùng thỏa mãn lại càng không phải diễn xuất. Vẻ hạnh phúc và ngượng ngùng ấy vừa chân thật lại chói mắt. Thư ký An chậm rãi uống một hớp cà phê, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Dễ nhận thấy cô ta đã lấy lại chút bình tĩnh, quả thực tôi không ngờ hai người lại hạnh phúc như thế, dù sao Mặc tổng cũng đã từng, Quý Noãn cười một tiếng, anh ấy đã từng làm gì? Ngại quá. Thư ký An làm như vô thức giơ tay lên che miệng. Cứ như đã nói gì đó không nên nói, dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của Mặc tổng, tôi không thể nhiều chuyện. Xem ra bà Mặc cũng không biết rõ quá khứ của anh ấy lắm, vậy tôi lại càng không thể nói lung tung. Quý Noãn gật đầu như đã hiểu rất rõ, tôi và cô đều là phụ nữ, đều có tính tò mò không nên có. Câu này của cô quả thật đã khơi gợi sự hiếu kỳ của tôi. Lúc thư ký An đang định lên tiếng, Quý Noãn liền cười nhẹ ngắt lời cô ta. Nhưng tình cảm của chúng tôi bắt đầu bằng hôn nhân và cũng chung thủy với hôn nhân. Miễn là người đàn ông của tôi sau khi kết hôn không vượt quá giới hạn, không quá thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, mà chỉ yêu mỗi mình tôi, thế thì tôi quan tâm rốt cuộc trong quá khứ anh ấy đã từng có thanh mai trúc mã,
hay có mối tình khắc cốt ghi tâm nào để làm gì. Dù sao đó cũng đã là quá khứ. Suy cho cùng, bây giờ anh ấy là người đàn ông của tôi. Chúng ta đều không phải là trẻ con, có ai chưa từng có quá khứ chứ? Cô nói xem có phải không? Thư ký An nhìn Quý Noãn một lát, sau đó khóe môi khẽ giật giật, hồi lâu mới miễn cưỡng nở nụ cười, cô nghĩ như thế sao? Nếu không thì thế nào? Ban nãy thư ký An hết sức lơ đãng nhắc đến hai chữ đã từng, chẳng lẽ không phải những điều mà tôi nghĩ tới? Quý Noãn cười rất thoải mái, chồng tôi, rốt cuộc anh ấy tốt cỡ nào, được phụ nữ ái mộ cỡ nào, tôi đây đều biết rất rõ, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng từ khi kết hôn, anh ấy chính là chồng của Quý Noãn tôi đây, dù trước kia bên cạnh anh ấy từng có trăm nghìn phụ nữ đi nữa, thì những người đó đều là những kẻ thất bại hoàn toàn, đã bị loại rồi. An Thư Ngôn yên lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mặt Quý Noãn cứ như muốn xem nội tâm của cô có thật sự thờ ơ như ngoài miệng hay không. Quý Noãn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nãy giờ vẫn chưa uống hớp cà phê nào, giọng điệu rất nhẹ nhàng, người ưu tú đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Cho dù là quá khứ hay là tương lai sau này, nếu có người thứ ba thứ tư gì đó nhất định muốn chen chân vào, cũng chẳng qua chỉ là kẻ thua cuộc cấp thấp trong mắt tôi. Ánh mắt thư ký An khựng lại, không nói gì, nâng ly cà phê lên miệng, dừng một lát, nhưng lại không uống tiếp mà đặt ly xuống, cũng không nhìn Quý Noãn nữa. Cho nên, người có gia thế và trí tuệ cao như thư ký An chắc là sẽ không làm ra chuyện thấp hèn như vậy đâu nhỉ. Dù một vị trưởng bối rất có sức thuyết phục nào đó cổ vũ cho cô, với tam quan và giới hạn cuối cùng của cô mà nói, cô cũng sẽ không cho phép trên đầu mình in danh hiệu con giáp thứ 13 đâu phải không? Tôi nói không sai chứ, thư ký An. Nói xong, Quý Noãn mới uống một hớp cà phê, cử chỉ bình tĩnh, cả người tràn đầy lực công kích, nhưng nụ cười biến nhát từ đầu đến cuối vẫn không khiến người ta cảm thấy hiếu thắng và cực đoan, mà ưu nhã như người đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn con cá giãy giụa trong vũng bùn tình cảm. Sắp tới giờ tôi phải đến hội trường thương mại rồi, hôm nào lại cùng uống cà phê nhé. Thư ký An bỗng đứng dậy, đặt hai tờ tiền màu hồng lên bàn, cầm lấy túi sách, khách sáo gật đầu với Quý Noãn rồi quay người rời đi. Được, hôm nào gặp. Quý Noãn vẫy tay với cô ta như con mèo con lười biếng đang giơ móng vuốt. Lúc thư ký An vẫn chưa đi xa, Quý Noãn lại đúng lúc nghe điện thoại của Mặt Cảnh Thâm gọi tới, ngọt ngào thân mật nói, alo, ông xã hả? À, em vừa gặp thư ký An ở trước công ty anh đấy. Cô ấy mời em đi uống cà phê. Bước chân của thư ký An dần tăng tốc, cho đến khi ra khỏi quán cà phê. Sao giọng điệu của em giống như mèo trộn thịt vậy, nói chuyện gì đấy? Mặt Cảnh Thâm dễ dàng nghe ra được tâm tình của Quý Noãn qua giọng nói. Quý Noãn liếc ra ngoài cửa sổ nhìn thư ký An. Quả nhiên trước khi lên xe cô ta còn quay đầu lại nhìn sang bên này một chút, thấy Quý Noãn vẫn đang nghe điện thoại thì lập tức đanh mặt mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Mãi đến khi cô ta lái xe rời đi, Quý Noãn mới thản nhiên nhếch môi, giữa phụ nữ còn có thể nói chuyện gì? Nhất là với người phụ nữ có động cơ mãnh liệt với chồng em. Cho nên, vừa rồi có thể là em hơi hung dữ, nên đã dọa cô thư ký An ưu tú động lòng người kia chạy mất rồi. Quý Noãn cầm điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, đồng thời mân mê ly cà phê đã nguội trong tay. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông, sao hả? Bản lĩnh cắn người của em còn có thể dùng được với người khác sao? Quý Noãn chỉ cười, chậm rãi mân mê thành ly, làm như lơ đãng nói, thật ra mọi mặt của thư ký An đều không tệ, gần như có thể gọi là ứng cử viên hoàn hảo. Hơn nữa anh và cô ta đã quen biết nhau nhiều năm. Nếu vài năm trước, ba anh đã định giữ cô ta cho anh, tại sao khi đó anh lại không cân nhắc cưới cô ta? Hoàn hảo. Giọng của Mặt Cảnh Thâm trầm thấp gợi cảm, có ai hoàn hảo hơn bà mặt của anh chứ? Anh bớt dỗ ngọt em đi. Hôm nay thư ký An bảo, phụ nữ từng xếp hàng chờ anh có thể cuốn mấy vòng quanh trái đất đấy. Một giây sau, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được tiếng cười trầm khàn của anh, bây giờ bản lĩnh móc họng người khác của bà mặt cũng tăng mấy lần so với lúc trước rồi nhỉ. Đây là mồm mép luyện được qua một đêm, hay là âm mưu đã ủ từ lâu đối với anh? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, muốn sống tốt cũng hoàn toàn không cần phải cân nhắc đi ôm đùi kẻ khác. Suy cho cùng thì chồng em đã là cái đùi to nhất ở Hải Thành này rồi, ngu gì không ôm chứ. Hơn nữa, Quý Noãn chống cằm, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, anh đã dọn sạch chướng ngại dư thừa trên đùi, để lại tất cả chỗ trống cho em, lý nào em không ôm.
Cho nên bây giờ bà mặt thay đổi là bởi vì cuối cùng em đã học được cách thức thời. Giọng anh trầm xuống, Quý Noãn nghe thấy hình như có tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn. Khỏi phải nói, âm thanh này truyền qua điện thoại khiến người nghe có thể cảm nhận được phần nào hơi thở nguy hiểm, thức thời chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng vẫn là vẻ đẹp trai anh minh thần võ của bút mặt làm em khuất phục hoàn toàn. Quý Noãn nhướng mày. Từng, chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn. Giọng anh thật bình thản. Quý Noãn đột nhiên không thể phản bác. Dẫu sao cũng đúng là cô bị làm cả đêm, sau khi tỉnh lại thì cả người đều biến đổi. Cô còn có thể giải thích gì đây? Quả thật là không còn lời nào để nói. Quý Noãn dứt khoát đổi chủ đề, vừa rồi đang nói đến chuyện trước đây anh từng có phụ nữ mà. Những lúc nghiêm túc thế này thì đừng nói mấy thứ liên quan đến chuyện đó với em được không? Người phụ nữ của anh chỉ có mình em, thân phận vợ của Mạc Cảnh Thâm cũng chỉ duy nhất mình em sở hữu, em còn muốn nói điều gì nữa? Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt. Quý Noãn lại bị nghẹn lời một hồi. Người đàn ông này luôn nói chuyện thẳng thắn như thế, hoàn toàn không có sơ hở để cô đánh trả. Cô muốn nói rất nhiều. Cô không thể đề cập đến tất cả những chuyện ở kiếp trước, cũng khống chế bản thân đừng suy nghĩ về nó. Dù sao cô cũng không tham dự vào 10 năm kia. Cho dù Mạc Cảnh Thâm ở bên ai, hay cưới cô gái nào, có giữ Quý Mộng Nhiên ở bên cạnh hay không, tất cả những chuyện này đối với kiếp trước của cô mà nói, cô hoàn toàn không có tư cách để hỏi. Cô chỉ muốn hỏi, trước khi kết hôn anh có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cô? Trong mắt anh, An Cư Ngôn cũng không có sự tồn tại đặc biệt. Anh có thể không nhìn, có thể coi thường và cũng có thể từ chối. Tính cách của Mạc Cảnh Thâm rất mạnh mẽ. Hơn nữa, dù quyền thế của nhà họ Mạc lớn mạnh cỡ nào cũng hoàn toàn không thể kiểm soát cuộc sống và quyết định của anh. Tại sao anh không từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Quý? Tại sao lại không từ chối cô? Trước đây, anh đã từng vì ai đó mà từ chối An Thư Ngôn và rất nhiều thiên kim danh giá khác. Nửa năm trước, tại sao vào thời điểm đó anh lại chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ Mạc? Quý Noãn bình tĩnh đè nén những suy nghĩ trong đầu mình, trong lòng giống như bị xác ớt. Cô rất muốn hỏi, thậm chí muốn hỏi rất rất nhiều chuyện. Đối với quá khứ và 10 năm không có cô tham dự vào của Mạc Cảnh Thâm, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm, thậm chí xa cách không thể tới gần. Đã xế chiều rồi, em ghé thăm phòng giao dịch chút đã. Quý Noãn nói rồi đứng dậy, đưa tiền mặt trên bàn cho nhân viên phục vụ quán cà phê rồi cầm điện thoại đi ra khỏi quán. Thư ký An có nói gì thì em cũng đừng xem là thật. Cơ sở của hôn nhân là niềm tin, hai chữ này vừa là em và cũng vừa là anh. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung, nhé. Mạc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động cô đi ra khỏi quán cà phê thì dịu giọng trấn an. Quý Noãn khẽ từ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đừng quên chuyện anh đã hứa với em, một tuần lễ. Quý Noãn dừng chân lại. Một tuần lễ. Tuần trước anh đã bảo sẽ cho An Thư Ngôn rời khỏi Mặt thị, tính lại, cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Anh thật sự muốn để An Thư Ngôn rời đi sao? Tuy Quý Noãn cảm thấy mình hơi chuyện bé xé to, nhưng phụ nữ đối với chuyện tình cảm, đúng là không cho phép có bất kỳ hạt cát nào. Giới hạn cuối cùng và nguyên tắc, nên giữ vững thì phải giữ vững. Được. Cô đáp lời. 2 ngày nay trong công ty khá bận, rất nhiều việc cần anh đích thân đi bàn bạc. Tối ngày mốt có một buổi tiệc hợp tác quốc tế vào buổi tối, sẽ rất khuya anh mới về. Anh bảo chị Trần sang với em nhé. Không sao đâu, em ổn mà, không cần bảo chị ấy tới đâu. Sắc trời dần tối, Quý Noãn trở về quốc tế Oran. Lúc cầm laptop từ trong phòng sách đi ra, đang định về phòng ngủ tiếp tục xem tài liệu thì ánh mắt cô chợt lướt qua căn phòng vẫn luôn chưa từng mở cửa kia, sau đó dừng chân lại. Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, Quý Noãn rời mắt khỏi căn phòng có cánh cửa khép kín ấy. Chị Trần. Cô mở cửa thì thấy chị Trần xách theo một con cá tươi sống và rau xanh đứng bên ngoài. Bà chủ, tôi tới giờ này không làm phiền bà chứ? Chị Trần hỏi. Không, nhưng sao chị lại? Ông Mặc bảo tôi đến làm cơm tối cho bà, để tránh ban đêm bà lười biếng chỉ ăn đồ ăn ngoài. Chị Trần cười tủm tỉm đi vào nhà. Sau khi vào trong thì chị ta đi thẳng vào phòng bếp rửa tay, bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian hàn huyên đôi câu với Quý Noãn cũng không có. Từ khi nào mà Mạc Cảnh Thâm lại hiểu rõ cô đến vậy? Tuy nói mình biết nấu ăn, nhưng ăn cơm tối một mình, cô thật sự chẳng muốn nấu chút nào. Với tính cách của cô, đoán chừng cô sẽ gọi đồ ăn ngoài,
hoặc là nhịn ăn luôn. Bà chủ, bà còn muốn ăn món gì khác nữa không? Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, tôi có thể đi mua chút đồ ăn khác về. Chị Trần vừa nói vừa bận bịu trong phòng bếp. Tôi ăn cái gì cũng được, không cần phiền toái vậy đâu. Ôi dào, mặc dù nơi này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng tôi vẫn chưa quen môi trường quanh đây. Vừa rồi vất vả lắm tôi mới tìm được một khu chợ bán thức ăn ở gần đây. Những thứ khác đều chưa mua được, đồ trong siêu thị lớn lại quá đắt, tôi thấy bà vẫn nên thỉnh thoảng về Ngự Viên, cứ ở đây thì ngay cả ăn uống cũng là vấn đề, chị Trần huyên thuyên, đầy lo lắng. Nhưng Quý Noãn chỉ cười. Về phương diện ăn uống thì cô chẳng lo, dù sao đã có bút mặt tự tay nuôi, cô cảm giác mấy hôm nay mặt mình sắp tròn vo rồi. Quý Noãn muốn vào bếp giúp một tay, nhưng bị chị Trần đẩy ra. Cô hết cách, đành phải rót cho chị Trần ly nước, sau đó ôm máy tính về phòng sách. Hơn 11 giờ đêm, Mặt Cảnh Thâm mới về quốc tế Oran. Ông Mặt, muộn thế này sao ông không ở lại công ty nghỉ ngơi? Chị Trần đi tới, kính cẩn hỏi. Mặt Cảnh Thâm gật đầu với chị Trần, không nhiều lời. Chị Trần chỉ vào phòng sách vẫn còn sáng đèn, nói nhỏ, sau khi bà chủ ăn tối xong thì cứ ở trong phòng sách, tôi không dám đi vào quấy rầy. Mặt Cảnh Thâm đi vào, vừa mở cửa đã phát hiện cô đang nằm ngoài bên cạnh máy tính ngủ thiếp đi. Cánh tay cô đặt lên bàn, đầu gối lên khuỷu tay, mi tâm xinh xắn hơi nhíu lại giống như không được yên giấc cho lắm. Mặt Cảnh Thâm liếc nhìn danh sách tài chính khẩn cấp của công ty và danh sách thay đổi nhân sự trên máy tính, xoa đầu cô rồi bế về phòng ngủ. Lúc Quý Noãn thức dậy thì đã hơn 7 giờ sáng, trên giường đã không còn bóng dáng của Mặt Cảnh Thâm. Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ khi nào. Quần áo trên người bây giờ đã được thay bằng váy ngủ bình thường. Chị Trần không thể nào có sức bế cô vào đây, rồi thay quần áo cho cô được. Chị Trần. Quý Noãn vừa gãi mái tóc hơi rối, vừa đi ra ngoài, tối qua Cảnh Thâm có về đây hả? Dạ phải bà chủ. Khuya hôm qua ông Mặt mới về. Rõ ràng Mặt Cảnh Thâm đã nói với cô là mấy ngày nay công ty rất bận việc, còn cố ý bảo chị Trần qua đây với cô. Kết quả anh bận đến muộn như vậy mà vẫn về quốc tế Oran. Trước đó cô không biết khoảng cách giữa trái tim của cô và Mặt Cảnh Thâm rốt cuộc là gần hay xa, nhưng giờ phút này Quý Noãn cảm thấy, có lẽ mình thật sự không nên bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của thư ký An. Cô không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện ăn không nói có này. Đúng là lo sợ không đâu. Đúng rồi, ông Mặt còn nói, sau này trước 10 giờ tối thì bà chủ nhất định phải về phòng đi ngủ, không được làm việc ở phòng sách đến khuya, không được thức đêm như vậy. Ông ấy còn dặn tôi nhất định phải trông chừng bà, chị Trần vừa nói vừa cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Chị cảm thấy gần đây mặc dù ông chủ và bà chủ không về Ngự Viên, nhưng hình như tình cảm vợ chồng ngày càng tốt lên thì phải. Quý Noãn lại gãi đầu, gật gù nói, tôi biết rồi. Vừa dứt lời, cô trở về phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt. Tại tập đoàn Mặt Thị, văn phòng tổng giám đốc. Trước cửa sổ sát đất trong suốt, Mặt Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, nghe thư ký An và Thẩm Mục trình bày bản báo cáo hạng mục và nội dung lớn nhỏ liên quan đến tập đoàn Sinh USA. Sau khi hai người đó nói xong rời đi, văn phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Mặt Cảnh Thâm vẫn đứng hiên ngang thẳng tắp trước cửa sổ, không hề nhúc nhích. Chuông điện thoại di động vang lên, Mặt Cảnh Thâm bắt máy, nghe thấy Tần Tư Đình cười như không cười ở đầu dây bên kia, tôi nghe nói rốt cuộc Mặt Thị cũng chấp nhận lời mời hợp tác từ tập đoàn Sinh. Đây có phải dự án lớn để phát triển chuỗi tài chánh vĩ đại xuyên quốc gia không? Cậu có ý kiến à? Giọng của Mặt Cảnh Thâm trầm lạnh, không nghe ra được cảm xúc. Tôi không có hứng thú với các trung tâm thương mại ăn người không thấy máu của các cậu, tất nhiên không có ý kiến gì rồi. Tần Tư Đình lành lạnh cười nhạo, nhưng năm đó sáng lập Mặt Thị, cậu đã không định tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Sinh USA. Ba cậu đã qua tuổi trung niên nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Hẳn là tạm thời cũng không cần nóng lòng giao cơ ngơi nhà họ Mặt cho cậu. Nhưng lần này Mặt Thị và Sinh gây chiến to như thế. Để tôi đoán xem lý do gì lại khiến một Mặt công tử ban đầu định ung dung tự tại bên ngoài như cậu lại bắt đầu tính toán từng bước để thu lưới. Sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chọn đúng thời điểm thích hợp mà cũng có thể khiến cậu suy nghĩ ra âm mưu được à. Giọng của Mặt Cảnh Thâm không còn hơi ấm, cậu rảnh lắm phải không? Không rảnh. Bận khủng khiếp luôn. Tần Tư Đình cười hừ, cậu biết hoàn cảnh chữa bệnh bây giờ gian khổ cỡ nào không? Cả ngày tôi phải ở trong phòng khám và phòng phẫu thuật, đối mặt với những bệnh nhân mặt ủ mày ê, nắm dao mổ và sinh mệnh trong tay,
e rằng còn áp lực hơn cả tổng giám đốc như cậu nữa. Giọng của Mặc Cảnh Thâm trầm lạnh, đường đều do tự mình chọn, chính cậu muốn làm nghề y cứu thế cứu khổ cứu nạn, chẳng ai bắt ép cậu cả. Ai mà đoán được năm đó công tử nhà họ Tần chọn đại học y thực tế là bị gái lừa chứ. Cuối cùng con gái người ta tuyệt tình dứt khoát bỏ đi, vứt cậu vào bể khổ vực sâu nhiều năm rồi vẫn chưa vùng thoát ra được. Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây, sau đó bỗng vang lên tiếng Tần Tư Đình ném hồ sơ bệnh án lên bàn. Tôi và Nam Hành tồn tại là để cho cậu bới móc à, mỗi ngày nhìn cậu và Quý Noãn thể hiện tình cảm. Chẳng những tôi ăn no thức ăn cho chó, mà còn bị cậu đâm vào vết sẹo đau đến 10.000 năm không ngừng chảy máu, đúng không hả? Mặt Cảnh Thâm hờ hững ha một tiếng, tự chuốc lấy. Tần Tư Đình phát ra một tiếng cười đùa cợt, tôi sẽ chờ đến ngày cậu nếm mùi bị đá bởi chính người phụ nữ của mình, lên trời xuống đất cầu xin mãi cũng không được, thậm chí đánh mất chính mình. Tôi và Nam Hành chắc chắn sẽ trả lại ba chữ đó cho cậu. Ba chữ, ba dao, đâm từng dao vào tim cậu. Cậu càng ngày càng không giống bác sĩ nội khoa. Vậy giống cái gì? Khoa tâm thần hợp với cậu hơn. Được, chờ cậu bị Quý Noãn đá, bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận ở khoa tâm thần nhất định sẽ là cậu. Tần Tư Đình giễu cợt, được rồi, nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Dạo này nhà họ Thịnh không yên ổn. Về cơ bản, hai người thừa kế đã bị phế bỏ, e rằng đứa con riêng bất hợp pháp ở nước ngoài nhiều năm đang muốn trở về thay đổi triệt để nhà họ Thịnh. Đến tận bây giờ tôi mới biết được, con riêng của nhà họ Thịnh lại làm cùng ngành với tôi. Năm ngoái bọn tôi còn chạm mặt trong hội nghị chuyên gia y tế thành phố, quả thật cậu ta giấu quá kỹ, Mặt Cảnh Thâm cũng chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng, một người có thể dễ dàng cầm dao giải phẫu 206 cái xương mà không đổ máu thì dấn thân vào thương trường cũng chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng gì. Chật, cậu đã biết rồi thì tôi không chia sẻ tin này với cậu nữa. Tần Tư Đình hờ hững cười, có điều, nhân vật này giỏi che giấu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao. Tôi cũng vừa mới biết được, cậu ta và Quý Noãn có mối quan hệ khá thân thiết. Tần Tư Đình vừa dứt lời thì điện thoại đã bị Mặt Cảnh Thâm cúp ngang không chút nể nang. Tần Tư Đình, hôm sau, lúc Quý Noãn thức dậy vẫn không gặp Mặt Cảnh Thâm. Chị Trần nói anh vẫn về rất khuya và đã đi từ rất sớm. Cô trực tiếp lái xe đến phòng giao dịch Mặt Noãn. Mấy ngày nay, phòng giao dịch được cô chấn chỉnh đã giảm đi không ít người, chỉ còn lại những người câm như hến. Nhưng không phải ai cũng sợ cô, dù sao trong đó vẫn có người chờ phòng giao dịch phá sản để chế nhạo cô, thậm chí còn có người rắp tâm hại cô. Sau khi rời khỏi phòng giao dịch, cô lại đi thăm Hạ Điềm. Cô không ngờ lại gặp phải bác sĩ Thịnh. Phòng bệnh mà anh sắp xếp cho Hạ Điềm không tệ, điều kiện và mức độ bảo an mạnh hơn trước kia rất nhiều. Quý Noãn nói một câu như thế xem như chào hỏi, giọng điệu cũng rất xa cách. Bác sĩ Thịnh lạnh lùng liếc cô một cái, không nhận ra em còn quan tâm bạn bè hơn cả em gái ruột của mình. Em gái ruột. Quý Noãn cười như có như không, có lẽ anh không biết vai trò của Hạ Điềm và người được gọi là em gái kia của tôi khác nhau một trời một vực như thế nào trong cuộc đời của tôi. Đôi mắt lạnh lùng của bác sĩ Thịnh không dao động, chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lạnh lùng nói, còn tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời em? Quý Noãn lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói gì. Bác sĩ Thịnh đã sớm đoán được cô sẽ từ chối trả lời. Anh ta tháo khẩu trang xuống, bỏ vào túi áo khoác trắng, sắc mặt lạnh lùng, tôi đã làm xong yêu cầu em đưa ra vài ngày trước. Tối mai tôi sẽ thay mặt nhà họ Thịnh tham dự một buổi tiệc tối. Em muốn phủi sạch quan hệ triệt để với tôi, vậy chi bằng cũng đồng ý với tôi một điều kiện đi. Quý Noãn như có như không nhíu mày lại, điều kiện gì? Em nhất định phải có mặt trong buổi tiệc tối này, làm bạn tiệc của tôi. Ánh mắt ẩn chứa sương lạnh của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Người thật sự thẹn với lòng là anh, không phải là tôi. Quý Noãn lẳng lặng đối mặt. Người đàn ông trước mặt thản nhiên cười khẽ, đồng thời khóe môi cong lên một vòng cung như có như không, em thật sự nghĩ rằng Mặt Cảnh Thâm không biết mối quan hệ giữa chúng ta. Chẳng phải em rất muốn thoát khỏi mọi thứ liên quan đến tôi sao? Tôi đưa ra điều kiện cũng không cần phải giải thích lý do với em. Quý Noãn rất muốn nện cái túi xách trong tay vào mặt anh ta. Cô cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi, nếu thay mặt nhà họ Thịnh tham dự tiệc tối, tại sao anh lại bảo tôi đi? Nhất định phải là em. Tại sao phải là tôi? Đến đó em sẽ biết. Anh ta hờ hững nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, không hề giải thích một câu, cũng không đợi Quý Noãn đồng ý hay từ chối, lại đeo khẩu trang y tế lên, đi vào phòng bệnh bên cạnh,
Quý Noãn nhìn xuống sàn nhà được trải đầy mùi nước khử trùng, rơi vào suy tư. Chỉ vì một buổi tiệc tối không rõ lý do mà Quý Noãn mất ngủ cả đêm. Cô còn tưởng tối nay có thể nhìn thấy mặt Cảnh Thâm khi anh trở về. Kết quả mãi đến hơn 2 giờ sáng, lúc cô khó khăn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cũng không thấy anh về. Giữa trưa hôm sau cô mới thức dậy. Có lẽ là do ngủ không ngon, đầu cô hơi đau. Cô tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa tới lầu dưới của công ty thì cô nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đổ ở đó. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông lộ ra. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng vì ít khi đi lại bên ngoài, thiếu ánh nắng mặt trời, lại thường xuyên đeo khẩu trang y tế, cho nên mặt anh ta có vẻ hơi tái so với đàn ông đẹp trai bình thường. Quý Noãn nhíu mày, ánh mắt không vui, sao anh biết tôi sẽ đến đây? Nét mặt người đàn ông trong xe không đổi sắc, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình thản. Anh ta liếc nhìn bộ trang phục công sở giống phong cách quý cô công sở trên người Quý Noãn, vẻ mặt xen lẫn tia lạnh lùng khiến người ta khó hiểu, nhóc con, em đã thật sự trưởng thành rồi. Bác sĩ Thịnh. Quý Noãn lạnh nhạt đứng bên cạnh cửa xe, đừng nói với tôi là anh vẫn luôn biết rõ hành tung của tôi nhé. Nếu vậy, e rằng tôi phải báo cảnh sát. Người đàn ông nhìn cô, đêm nay em là bạn tiệc tôi, ba chữ bác sĩ Thịnh này có xa lạ quá không? Quý Noãn cười khẩy. Xưng hô đầy mỉa mai, Thịnh Dịch Hàn. Thịnh Dịch Hàn nghe cách xưng hô lâu ngày chưa được nghe này thì viền môi nhạt màu khẽ cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hôm qua tôi không có ý định tham dự buổi tiệc tối kia cùng với anh. Suy nghĩ cả đêm, câu trả lời của tôi vẫn là, tôi sẽ không đi. Quý Noãn nói xong thì không nhìn anh ta nữa, mà quay người rời đi. Kết quả, cô vừa mới quay người thì trước mắt bỗng tối sầm, lão đảo suýt ngã về phía trước. Cô vội chống tay lên đèn đường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Sáng nay cô đã cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là do mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh và gió thu mang theo không khí lạnh từ miền Bắc thổi về làm nhức đầu. Cửa xe sau lưng mở ra, cánh tay lập tức được đỡ lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Quý Noãn bỗng nổi da gà, hất mạnh người đứng sau ra như bị điện giật. Đừng đụng vào tôi. Thịnh Dịch Hàn bất chấp tâm trạng của cô, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô, em bị sao vậy? Trong người khó chịu sao? Lo chuyện bao đồng. Quý Noãn chẳng muốn nhìn anh ta thêm phút nào nữa. Thấy cô phản kháng, Thịnh Dịch Hàn buông cô ra. Nhưng thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, anh ta cứng rắn ép buộc, đến bệnh viện. Quý Noãn định nói không đi, hít sâu một hơi muốn cố đứng vững thì cổ tay cô bỗng dưng bị siết chặt, người đàn ông bên cạnh dứt khoát kéo cô đến cạnh xe, mở cửa ấn cô vào. Anh định làm gì? Anh, từ nhỏ em đã mắc chứng sợ lạnh, bản thân còn không biết rõ hay sao? Đến bệnh viện khám thử. Thịnh Dịch Hàn khóa trái cửa xe lại, không cho cô có cơ hội xuống xe. Anh ta cũng ngồi vào trong xe, Quý Noãn hừ lạnh, cười dẻo, vì sao tôi lại mắc chứng sợ lạnh, chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao? Tất cả đều nhờ anh ban tặng. Bàn tay đang cầm vô lăng của Thịnh Dịch Hàn đột nhiên lặng lẽ siết chặt. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở nên khó coi, anh ta không nói gì, lạnh lùng khởi động xe. Cô không kháng cự được, cũng không còn sức kháng cự. Quý Noãn dựa lưng vào ghế ngồi, ban đầu còn tập trung cao độ đề phòng anh ta, nhưng nhiệt độ trong xe vừa phải, cộng với việc nhức đầu khó chịu nên bất giác cô dần dần khép mắt lại. Không biết đã ngủ bao lâu, mãi đến khi cảm thấy cổ vừa mỏi vừa đau không mấy dễ chịu, Quý Noãn mới chậm rãi mở mắt ra. Trong xe đã không còn sáng như ban ngày. Cô vẫn ngủ trong xe. Trên người cô đắp một chiếc áo khoác đàn ông vương mùi thuốc nhàn nhạt và mùi dung dịch khử trùng. Cô hơi khựng lại, nhạy cảm xốc mạnh cái áo lên, ném sang một bên. Sau đó cô ngồi thẳng dậy, vừa ngẩng lên đã thấy đèn ngoài cửa sổ sáng rực. Cô không biết chiếc xe này đang đổ ở đâu, nhưng xung quanh có không ít xe cộ qua lại. Hơn nữa hình như xe đã dừng ở bãi đổ xe này rất lâu rồi. Vừa đảo mắt cô đã thấy Thịnh Dịch Hàn ngồi ở vị trí lái. Bởi vì cô tỉnh giấc nên anh ta lê mắt qua, nhìn cô bằng ánh mắt không nhận ra vui buồn ấm lạnh. Trong xe rất tối, nhưng không khó để họ nhìn thấy dáng vẻ của nhau. Quý Noãn nhíu mày, không phải bảo đưa tôi đến bệnh viện sao? Đây là đâu? Đã đến bệnh viện khám qua rồi, tại em ngủ say quá thôi. Thịnh Dịch Hàn trầm lạnh nói, thể chất và sức đề kháng của em đều kém. Cộng với chứng sợ lạnh của em, thời tiết càng lạnh thì càng phải mặc nhiều vào. Bình thường ngay cả những điều này mà Mặt Cảnh Thâm cũng bỏ mặc em sao? Bỏ mặc thế nào được?
Mặc Cảnh Thâm chỉ ước gì mỗi ngày cô trùng đồ như gấu mới có thể ra khỏi nhà. Hễ cô mặc ít một chút là ánh mắt của anh có thể đông lạnh cô trước. Nhưng cô không cần phải giải thích những điều này với anh ta. Quý Noãn im lặng, lại nhìn ra cửa sổ một chút, cảm thấy chỗ này giống khách sạn cao cấp nào đó ở gần Hải Thành. Cô ngước lên xem thử, là khách sạn Vương Đình. Hôm qua Thịnh Dịch Hàn bảo cô đến khách sạn ở Hải Thành tham dự tiệc tối với anh ta, chính là chỗ này sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không tham dự tiệc tối không liên quan đến tôi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Quý Noãn lạnh nhạt nói rồi đưa tay muốn mở cửa xe. Thấy cửa xe không mở được, ánh mắt cô lập tức lạnh xuống. Thịnh Dịch Hàn, quả nhiên anh vẫn hèn hạ như trước đây, mở cửa ra cho tôi. Thịnh Dịch Hàn làm như không nghe thấy, hờ hững nhìn xe cộ qua lại bên ngoài, bình tĩnh nói, lễ phục chuẩn bị cho em để ở phía sau, thay đi. Tôi không thay. Quý Noãn căm tức nhìn anh ta, anh mở cửa ra cho tôi. Anh ta vẫn làm như không nghe thấy, không đếm xỉa đến lời từ chối của cô, mở cửa bên kia ra xuống xe, ý là để một mình cô trong xe thay quần áo. Quý Noãn lại cố gắng mở cửa xe, nhưng cô không mở được cái cửa bên cạnh mình. Thế là cô lại vươn tay mở cái cửa bên kia, nhưng Thịnh Dịch Hàn cứ đứng dựa ngoài cửa xe như thế, cửa xe bên này cũng đã bị khóa lại. Quý Noãn dứt khoát rút điện thoại di động ra báo cảnh sát. Bỗng khóe mắt chợt nhìn thấy từ trong chiếc xe thương vụ màu đen đang đổ trước cửa khách sạn có hai bóng người đi ra. Trong nháy mắt ngón tay cô đang đặt trên điện thoại di động bỗng khựng lại. Đến khi nhìn thấy rõ hai dáng người này thì nét mặt Quý Noãn đã thay đổi. Là Mặc Cảnh Thâm và An Thư Ngôn. Mấy hôm trước đúng là Mặc Cảnh Thâm có nói trong điện thoại với cô, tối hôm nay anh sẽ tham gia một buổi tiệc. Sao anh lại xuất hiện cùng An Thư Ngôn ở đây? Hóa ra, họ cùng tham gia một buổi tiệc sao? Từ xa cô đã nhìn thấy hai người bọn họ xuống xe cùng lúc. Hôm nay An Thư Ngôn trang điểm xinh đẹp đúng mực, mặc một chiếc váy hở vai màu trắng. Khi đi đến cửa chính khách sạn, An Thư Ngôn đang đi theo sau Mặc Cảnh Thâm bỗng giơ tay lên khoác lấy cánh tay anh. Ngay lập tức trong đầu Quý Noãn có hình ảnh phản chiếu theo bản năng, đó là Mặc Cảnh Thâm nhất định sẽ đẩy cô ta ra. Nhưng Mặc Cảnh Thâm không đẩy ra. Trong nháy mắt, trái tim Quý Noãn như bị đâm mạnh. Tay cô bất động trên cửa sổ xe, thật lâu không nhúc nhích. Bất chợt cửa sổ xe bên ngoài bị gõ hai tiếng. Cửa mở ra, Thịnh Dịch Hàn nhìn cô khẽ hỏi, em chắc chắn không vào à? Quý Noãn liếc mắt sang, nỗi buồn chợt lóe lên trong mắt, nhưng lại được cô che giấu rất kỹ. Cô muốn hỏi anh ta, rốt cuộc mục đích anh ta đưa cô đến đây là gì? Lời đã dâng đến miệng, nhưng cô cảm thấy, với con người của anh ta, cho dù có đưa cho cô câu trả lời thì cũng chưa chắc là thật. Chi bằng cô tự mình đi xem. Đóng cửa lại. Tôi thay quần áo. Cô tức giận quát. Khóe miệng Thịnh Dịch Hàn lộ ra nụ cười nhạt không dễ gì nhận thấy. Cửa xe lại bị đóng lại. Dường như muốn để cho cô yên tâm, lần này anh ta để chìa khóa điện tử ở trong xe, để cô tự mình mở cửa ra ngoài sau khi thay đồ xong. Anh ta đoán chắc cô không chạy đi nữa sao? Quý Noãn thầm nghiến răng, với tay ra ghế sau lấy chiếc túi to. Cô mở ra xem, bên trong là chiếc hộp đóng gói tinh xảo đựng một chiếc váy dạ hội cao cấp. Cô không chút nhẫn nại mở chiếc hộp ra. 10 phút sau, Quý Noãn xuống xe. Anh nghĩ tôi là cô thiếu nữ mười mấy tuổi hả? Lại còn là váy dạ hội màu hồng, vạt váy còn điểm xuyết đủ loại lông vũ. Tôi thật sự hoài nghi có phải anh cố ý mang tôi đến đây để làm tôi mất mặt hay không? Sắc mặt cô không vui lắm, phàn nàn một câu. Thịnh Dịch Hàn liếc cô một cái, đôi mắt lãnh đạm của anh ta lóe lên tia kinh ngạc. Tuy rằng trước đây Quý Noãn vẫn cùng đi dự các buổi tiệc lớn cùng với ba, nhưng không thể không thừa nhận, nhan sắc của cô là vẻ đẹp rất khiêm nhường dịu dàng chứ không khoa trương sắc sảo. Nhưng cô chỉ cần ăn vận một chút, nét hồn nhiên hoàn hảo này lại còn ma mị hấp dẫn nam giới hơn nét đẹp sắc sảo đầy tính sát thương. Em cũng mới 20 tuổi thôi, sao lại không mặc được màu hồng phấn? Thịnh Dịch Hàn rời sườn xe đuổi theo cô, giọng nói vẫn nhàn nhạt không chút hơi ấm. Trong lúc sắc mặt Quý Noãn không được vui lắm, anh ta liếc mắt nhìn về hướng khách sạn, làm như vô tình buông một câu, rất đẹp. Cho dù ở đây có ai xấu mặt, thì cũng không phải là em. Dù sao cũng hơn ở nhan sắc. Người đàn ông Thịnh Dịch Hàn này, đến cả một lời nói dễ nghe cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy. Quý Noãn không nhìn anh ta. Cũng may chiều dài váy vừa vặn, có thể che được đôi giày của cô. Trong chiếc túi ở ghế sau xe còn có một đôi giày cao gót, nhưng cô không đi, cũng thật sự không có lòng dạ nào mà đi.
em không thay giày sao? Anh ta chú ý đến chiều cao không đổi của cô, bèn hỏi. Chẳng phải anh nói tôi thắng vì nhan sắc hay sao? Quý Noãn lạnh lùng hỏi vặn lại. Thịnh Dịch Hàn cũng không nói nữa, mắt chỉ nhìn thoáng qua chân váy của cô. Cô cao 1m6, vóc dáng uyển chuyển, vừa đúng chuẩn vừa hoàn mỹ. Mặc bộ váy dạ hội này lên người, độ dài vừa vặn, cô cũng không cần thiết phải như những phụ nữ khác, vì muốn khoe vóc dáng mảnh khảnh cao ráo mà chú trọng đi một đôi giày cao 10 mấy phân, hận không thể dùng chiều cao để nâng tầm nhan sắc. Anh ta xoay người đi về hướng khách sạn, Quý Noãn cũng bước theo sau. Cô vừa đi vừa tém mái tóc dài lòa xòa trước vai ra sau lưng rồi dùng sợi dây thun buộc tóc thành búi hơi bù xù trên đỉnh đầu. Sau đó cô cứ mặc một đơn giản như vậy mà đi vào bên trong. Bước vào cửa chính khách sạn, Thịnh Dịch Hàn chú ý đến cách ăn mặc không thiếu lễ nghi nhưng lại qua loa đối với buổi tiệc loại này của cô mà ý nhị sâu xa nói, thật không thể ngờ, cô cả nhà họ Quý lại có một ngày thiếu chỉnh chu như vậy. Thiếu chỉnh chu? Quý Noãn như cười như không nhìn vào đám người ăn mặc sáng sủa bên trong. Bất kỳ ai từng trải qua 10 năm lưu lạc đau khổ khốn cùng cũng sẽ không để tâm đến sự cầu kỳ. Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải gọi thợ trang điểm đến đây trang điểm xong rồi mới vào hay sao? Nếu là Quý Noãn trước kia thì cô thật sự sẽ làm như vậy. Cô không giải thích. Sau khi đi vào bên trong, cô cũng không có ý định đi quá gần Thịnh Dịch Hàn. Vương Đình là khách sạn 7 sao lớn nhất Hải Thành. Bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp đông người, phụ nữ đua nhau váy vóc hoa lệ. Các chính khách và thương nhân đứng thành top 5 top 3, tay cầm ly rượu, náo nhiệt đến mức Quý Noãn cũng thấy khó hiểu. Phô trương thế này, rốt cuộc là loại tiệc rượu gì đây? Cho đến khi Quý Noãn nhận ra trong bữa tiệc có rất nhiều khách khứa nói giọng Anh bản địa thì cô mới lờ mờ nghe ra những người nói chuyện bằng tiếng Anh này là giám đốc điều hành và đại diện cao cấp của tập đoàn Sinh USA. Tối nay là ngày Sinh USA và tập đoàn Mạc Thị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế. Đúng là gần đây Mạc Cảnh Thâm bận rộn với sự kiện này. Quý Noãn đứng nghe một lúc rồi cũng phải đi vào trong bởi vì ánh mắt của Thịnh Dịch Hàn ra hiệu cho cô lại gần. Vài người đang nói chuyện với nhau, câu chuyện lọt vào tai cô. Tập đoàn Sinh mới về Hải Thành. 10 mấy năm trước toàn bộ trụ sở tập đoàn Sinh đã chuyển đến nước Mỹ, không ngờ tập đoàn đầu tiên Sinh ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế lại là tập đoàn Mạc Thị, tính đi tính lại thì cũng vẫn là người trong nhà, đúng là chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng. Nghe nói tối nay Mạc Đổng cũng đến dự tiệc hả? Cũng nhiều năm rồi Mạc Đổng không quay lại Hải Thành thì phải. Trụ sở tập đoàn ở Mỹ cần ông ta quản lý, mấy năm qua cũng thật sự rất vất vả rồi. Đúng vậy. Nghe nói nửa năm trước Mạc Tổng kết hôn mà Mạc Đổng cũng không thể thu xếp thời gian về nước tham dự hôn lễ, đến cả Mạc con dâu cũng chưa biết. Lần này chợt quay về, đúng là bất ngờ, trong lòng Quý Noãn dâng lên nỗi lo lắng khó nói thành lời. Mạc Đổng là Mạc Thiệu Tách, ba của Mạc Cảnh Thâm sao? Cô vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Bất chợt khóe mắt cô phát hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc, Quý Noãn liền xoay người nhìn thẳng về hướng đó. Người đó, khuôn mặt đó, chính là Mạc Cảnh Thâm, là gương mặt anh Tuấn khiến người khác phải ghen tị. Anh đang từ một bên sảnh đi vào trung tâm sàn tiệc, bóng người ngược sáng dần biến mất, hình ảnh anh ngày càng rõ nét. Khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét khuôn mặt như được các vị thần tạo ra, hoàn mỹ không điểm nào để chê. Đôi môi lãnh đạm vẽ lên đường cong nhạt nhẽo không nhìn ra cảm xúc. Chiếc quần Âu màu đen bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉnh chu không điểm khuyết. Chiếc áo sơ mi đen đặt may riêng cũng xa xỉ cao cấp như vậy. Anh vừa xuất hiện, còn chưa lên tiếng đã khiến mọi người phải chú ý. Anh tuấn tú mà lạnh lùng, lãnh đạm và thông dong, lại còn có khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng. An Thư Ngôn khoác tay anh xuất hiện trước mặt mọi người. Thoạt nhìn, sự hiện diện của người phụ nữ với khí chất được ông trời ưu ái ở bên cạnh anh chỉ càng tăng thêm khí chất vốn có của hai người. Cô ta quay sang ghé sát tai anh nói thầm một câu, nét mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt không để lộ cảm xúc, cũng không đáp lại. An Thư Ngôn còn đứng rất gần, dính vào anh thật sát. Cô ta vốn mặc váy dạ hội hở vai, vừa thanh nhã vừa gợi cảm, cứ đeo bên cánh tay anh như vậy mà tiến vào giữa đám đông. Rõ ràng An Thư Ngôn quen rất nhiều người ở đây, mỉm cười chào hỏi bọn họ. Cô ta còn bất chợt dịu dàng nhìn Mạc Cảnh Thâm một cái, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi suy diễn lung tung. Quý Noãn nhìn chăm chăm về phía này một lúc. Bất chợt Thịnh Dịch Hàn đang đứng bên cạnh đưa cho cô một ly sâm-pan, rồi nói với cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy, buổi tiệc tối nay vốn không có liên quan gì đến nhà họ Thịnh,
Nhưng vì ba tôi rất quan tâm đến mấy hạng mục mới của tập đoàn Sinh USA, nên mới để tôi đến thăm dò một chút. Giọng nói của Thịnh Dịch Hàn lạnh nhạt khiến cho người ta không dễ gì nhìn ra được cảm xúc, nền tảng của Sinh là nhà họ Mạc, lại phát triển nhiều năm ở Mỹ nên quyền lực tài lực đều không thể coi thường, đặc biệt là chủ tịch Mạc Thiệu Tắc hiện đang quản lý Sinh. Nghe nói ông ta là người bảo thủ, luôn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình không chịu thay đổi. Mà người con dâu ông ta coi trọng, rõ ràng là người đang ở bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn ép mình thu tầm mắt từ hướng kia lại, làm như lơ đễnh nói, đây là nơi hội tụ cả xã hội thượng lưu, lại lấy Sinh là chủ đề buổi tiệc, anh ấy và thư ký An cùng đến tham dự cũng không có gì là không đúng. Dù sao thư ký An này cũng là do Sinh cử tới. Vậy sao? Thịnh Dịch Hàn uống một hớp sâm pan, ghé tai cô cười bóng gió, nhiều năm rồi Mạc Thiệu Tắc chưa từng về nước. Hôm nay hiếm khi trở về một lần. Tối nay lại có nhiều người nhà họ Mạc tập trung tại đây. Thế mà con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Mạc lại không được mời, thậm chí bản thân Mạc Cảnh Thâm cũng không có ý định dẫn em đến dự. Cho dù là vì ngại sự hợp tác với Sinh hay vì nguyên nhân khác, thì lựa chọn của anh ta trong sự kiện tối nay cơ bản không phải là em. Trong nháy mắt, bàn tay Quý Noãn đang cầm chiếc ly đế cao bỗng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét sang Thịnh Dịch Hàn. Quý Noãn đảo mắt nhìn về hướng kia, vẫn không lên tiếng. Hơn nữa, vào lúc đám đông đi về phía bên đó, cô vẫn đứng tại chỗ không đến gần. Không qua sao? Thịnh Dịch Hàn lãnh đạm nhắc nhở. Sắc mặt Quý Noãn không tốt lắm, nghe giọng cười không nặng không nhẹ bên cạnh rồi ra vẻ thoải mái nói, qua làm gì? Đông người quá, không thở được, đứng đây tốt lắm rồi. Nói rồi cô hớp một ngụm rượu, dí ly rượu vào ngực Thịnh Dịch Hàn, không thèm liếc sang nhìn mặt anh ta, tiện tay cầm lên một ly rượu khác trên chiếc bàn dài. Cô có thể cảm nhận được, tuy trong giọng nói của Thịnh Dịch Hàn có chút châm biếm, giống như hôn nhân hiện tại của cô càng không hạnh phúc thì anh ta càng thích thú. Nhưng thật ra, sự chú ý của anh ta đa phần là dừng trên mỗi một người ở đây. Người đàn ông Thịnh Dịch Hàn này có nhiều bí ẩn, tâm tư lại rất kín đáo. Điều này Quý Noãn biết rất rõ. Nhiều năm trước cô đã biết rõ anh ta là người nguy hiểm đến mức nào. Anh ta ẩn mình giấu tài, có sự kiên nhẫn kinh người, lại cũng biết bày mưu tính kế. Nhưng bây giờ cô thật sự không có lòng dạ nào để ý đến anh ta. Buổi tiệc này cô vốn không định tham gia. Nếu không phải vì nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm thì chắc chắn cô không bao giờ đi vào. Nhưng trái lại, cô nghi ngờ mình đến đây thật ra là một sai lầm. Đáng ra cô không nên đến. Rượu cocktail vào đến miệng mang theo vị ngọt, nhưng nồng độ cồn này rõ ràng nặng hơn ly sâm ban kia một chút. Cô chỉ uống một hớp liền nhíu mày, cúi xuống nhìn chất lỏng sặc sỡ trong ly. Những khối băng bỏ thêm vào ly vẫn còn chưa tan, rất lạnh, nhưng nó lại có thể khiến cho tâm tình đang nóng rang bốc cháy của cô dịu đi rất nhiều. Cô uống liên tiếp 3-4 ly, quả nhiên nhìn thấy không ít người nhà họ Mạc ở đây. Cô không biết nhiều về tập đoàn Sinh USA, nhưng biết nhiều người nhà họ Mạc. Quý Noãn cố hết sức đứng núp trong góc tối để không bị phát hiện. Khoảng cách này vừa xa lại vừa bị đám đông chắn trước mặt. Có lúc cô còn không nhìn thấy hình bóng của Mạc Cảnh Thâm ở đằng kia. Cô quay lại nhìn về phía cửa chính khách sạn. Có vài người quen biết nhà họ Mạc đang nói chuyện ở đó, còn có cả bảo vệ. Bây giờ cô rời đi thì chỉ làm người ta chú ý hơn. Thịnh Dịch Hàn. Không biết vì Quý Noãn uống rượu hay vì tửu lượng không tốt lắm mà đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Tuy không quá rõ ràng nhưng người bên cạnh vẫn có thể nhìn ra được. Thịnh Dịch Hàn rủ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Quý Noãn nhìn anh ta, cười lạnh châm chọc nói, tuy rằng anh không ở nhà họ Thịnh nhiều năm như vậy, nhưng cũng vì sự trở về nhà họ Thịnh mà chuẩn bị từ lâu đúng không? Nhẫn nhục chịu đựng mọi gian truân, thật sự chỉ có anh mới làm được, ha ha. Người đàn ông không nói lời nào, chỉ thấy khóe môi lạnh lùng bỗng nhiên mím lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt phím hồng của cô. Tham vọng của anh cũng không nhỏ, dòng ngó cả tài sản của Sinh và Mạc Thị. Chẳng lẽ anh không sợ bản thân ăn miếng quá lớn mà bị cắn trả sao? Mắt Quý Noãn lạnh lùng liếc anh ta, ý châm biếm trong mắt càng rõ. Nét nhạo báng trong ánh mắt Thịnh Dịch Hàn từ từ hiện rõ đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa, còn gì có thể hơn được tình yêu bị phản bội. Đến cả nỗi đau này tôi còn chịu đựng được, thì còn gì đáng sợ hơn được nữa. Nét mặt Quý Noãn không thay đổi, đôi mắt càng lạnh lùng hơn. Trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Người thiếu niên trẻ tuổi bị nhà họ Thịnh chặn ngoài cửa, sau khi theo mẹ gả vào nhà họ Quý, vì cô cả nhà họ Quý là cô mà anh ta bị trục xuất ra khỏi cửa.
Đến cuối cùng, lúc anh ta quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự âm u. Cô lạnh lùng mím môi rồi lại cầm ly rượu lên, tùy tiện dựa lưng vào chiếc giá phía sau, lạnh giọng nói, đó là tình yêu anh tự ngộ nhận, không liên quan gì đến tôi. Thịnh Dịch Hàn chỉ khẽ mím môi. Nhìn cô như vậy, anh ta vươn tay ra lướt nhẹ gương mặt hơi nóng bừng vì ngà ngà say của cô. Lập tức Quý Noãn có cảm giác ghê tởm, lạnh mắt nhìn anh ta, anh làm gì đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em còn là cô cả nhà họ Quý cao cao tại thượng không ai sánh kịp. Em như một nàng công chúa coi thường chúng sinh đi qua buổi tiệc trong ánh hào quang lộng lẫy. Rồi sau đó em trốn ba vào góc phòng uống trộm rượu ngon, cuối cùng uống say như chết ngủ trong góc, mặt đỏ như quả táo. Tôi cõng em ra ngoài, lại bị em cắn một cái. Quý Noãn lơ đễnh dời ly rượu ra khỏi khóe miệng, nhạt nhẽo nói, nếu là bây giờ, tôi tuyệt đối không mở miệng cắn được. Dù sao thì anh cũng bẩn quá rồi. Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng, lời nói ra không chút nể tình. Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tuy rằng độ cồn của rượu mời trong buổi tiệc này cũng không được xem là cao, nhưng quả thực tửu lượng của cô không tốt, lại thêm tâm tình hơi bị xao động, còn uống mấy loại rượu liền cùng lúc nên cảm giác đau đầu lúc ban ngày lại trở lại. Cô đặt chiếc ly trong tay xuống, hờ hững nói, tôi vào phòng vệ sinh. Cô xoay người bước nhanh đến chỗ rẽ phía trước đi sang hành lang phòng vệ sinh thì nghe bên cạnh có mấy người đang bàn tán. Đúng là không ngoài dự đoán. An Thư Ngôn về nước thật sự là vì Mặt Tổng. Cũng chỉ có Mặt Tổng mới có thể khiến thiên kim bảo bối nhà họ An không ngại đường xa vạn dặm mà bay về. Với Mặt Tổng thì An Thư Ngôn chính là cô con dâu tương lai tốt nhất đấy. Trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Đúng là không biết ông cụ Mặt nghĩ thế nào mà lại để cho một phụ nữ không tiếng tăm bước vào cửa nhà họ Mặt. Không không không, người đó tên Quý Noãn, cũng được xem như có danh tiếng trong xã hội thượng lưu ở Hải Thành. Gia thế của cô ta cũng không tệ lắm, nghe nói ngoại hình cũng rất đẹp. Tôi còn tưởng hôm nay ở đây có thể thấy rõ ràng xem Quý Noãn đó rốt cuộc là hồ ly đuôi dài cỡ nào mà lại có bản lĩnh gạt hết thiên kim danh giá trong ngoài nước để được cả vào nhà họ Mặt. Thế mà không ngờ cô ta không đến. Hôm nay không đến dự tiệc cũng coi như cô ta thông minh. Nếu gặp nhau ở đây, Mặt Động chắc chắn sẽ không nể mặt cô ta. Có khi ông ấy còn tha hồ tìm nhược điểm của cô ta rồi dạy dỗ một trận trước mặt mọi người cũng nên. Ông ấy vốn là chủ tịch tập đoàn Sinh, hiện tại là người nắm quyền thật sự của nhà họ Mặt. Nếu ông ấy muốn để An Thư Ngôn ở lại nhà họ Mặt thì hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, để Quý Noãn kia không chịu nổi. Cô ta đến đây thì chắc chắn không kiếm được quả ngọt gì đâu. Đúng vậy. Hôm nay dù có không ít người nhà họ Mặt nhưng ông cụ Mặt lại không xuất hiện. Nếu Mặt Đổng thật sự muốn Quý Noãn cút xéo thì có đủ trăm nghìn lý do để khiến hôm nay cô ta phải cười lúc đến mà khóc lúc về. Cho dù Mặt Tổng có che chở thì ở đây cũng phải nể mặt nhà họ An. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng xem như là khó xử cho Mặt Tổng rồi. Khó xử cái gì? Cứ nhìn đến tác phong làm việc của Mặt Tổng từ trước đến nay là biết, nếu anh ấy thật sự có lòng bảo vệ vợ mình, thì cho dù hôm nay có ông trời ở đây anh ấy cũng chẳng thèm để ý, cô cho rằng Mặt Đổng có thể đàn áp anh ấy sao? Quyền lực thật sự giữa hai cha con họ chẳng qua chỉ thiếu đấu đá trực tiếp thôi. Quý Noãn kia xinh đẹp đã sao? Tuy rằng sắc đẹp cũng là thứ có thể dụ người, nhưng lâu rồi sẽ chán. Tôi thấy có khi anh ấy lại có hứng thú với An Thư Ngôn. Nếu không cũng không nể mặt An Thư Ngôn, mà chọn cô ta làm bạn dự tiệc vào lúc này, đúng rồi. Hôm nay Mặt Tổng đúng là nể mặt nhà họ An, ha ha. Chẳng lẽ hai gia đình Mặt tan thật sự vẫn có thể có kết quả sao? Tôi chống mắt chờ xem. Có muốn đánh cược không? Tôi cá là chẳng bao lâu nữa Quý Noãn kia chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Mặt, An Thư Ngôn danh chính ngôn thuận trở thành bà Mặt. Mặt Tổng là người lý trí như vậy, chắc chắn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao có được nhà họ An hỗ trợ ở bên Mỹ, chỉ cần cưới An Thư Ngôn thì nhà họ Mặt cùng với nhà họ An sẽ nắm giữ một nửa nền kinh tế của người Hoa ở Mỹ. Như vậy, sau này Mặt Tổng tiếp nhận tập đoàn Sinh thì còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Kiểu đánh cược như cô thì chẳng bằng tự giật tiền về luôn cho rồi. Cô để tôi chọn Quý Noãn kia luôn ngồi vững trên vị trí bà Mặt à. Đây có khác gì là ngồi chờ thua hả? Cảm giác đau đầu của Quý Noãn càng nặng hơn. Cô giơ tay lên chống vào tường để đứng vững. Thật sự là nghe không nổi nữa. Nét mặt cô không lộ cảm xúc, xoay người đi vào khúc rẽ ở hành lang. Trong phòng vệ sinh không có ai, cô mở nước ra rửa mặt để tỉnh táo lại. Tại buổi tiệc, Mặt Thiệu Tắc mới về nước,
đang chuyện trò với mọi người thì bất chợt có một người mặc đồ đen đến gần ghé vào tai ông ta thì thầm. Mặc Đổng, chúng tôi mới nhìn thấy vị kia của nhà họ Quý, nét mặt Mặc Thiệu Tắc khẽ dao động nhưng lập tức biến mất. Ông ta bình tĩnh như không liếc người bên cạnh, lạnh lùng nói bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy được, cô ta vậy mà cũng có gan đấy. Giam cô ta ở bên trong, không được thả ra trước khi buổi tiệc kết thúc. Dứt lời, Mặc Thiệu Tắc dời ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn sang An Thư Ngôn và Mặc Cảnh Thâm đang bị mấy vị giám đốc điều hành của Sinh vây quanh ở chính giữa thảm đỏ. Mặc Tổng, hình như chú Mặc và ba tôi đã nói chuyện với các vị trưởng bối xong rồi, bọn họ đang đi đến chỗ chúng ta. An Thư Ngôn đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm khẽ nói. Mặc Cảnh Thâm như không nghe thấy lời của cô ta, nhận lấy ly rượu phục vụ đưa đến, lạnh nhạt nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh không hề để lộ cảm xúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến An Thư Ngôn cảm thấy anh cố tình ngoảnh mặt làm ngơ với cô ta, lại còn kín đáo tránh né khiến không ai thăm dò được. Lúc này ba của An Thư Ngôn và Mặc Thiệu Tắc đã đến gần. An Thư Ngôn khẽ kéo nhẹ cánh tay Mặc Cảnh Thâm, nhưng thật ra cô ta chỉ kéo được ống tay áo anh. Từ đầu đến cuối, tuy rằng hai người có vẻ đi dự tiệc cùng nhau, nhưng vẫn chỉ có cô ta luôn chủ động lôi kéo anh, chủ động quay sang anh. Anh không những không đáp lại mà thậm chí còn không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Ngay cả cơ hội đụng tay đụng chân anh cũng không cho cô ta, lúc nào cũng duy trì khoảng cách thích hợp. Trong mắt người khác, một màn này có vẻ rất hòa hợp. Chỉ có An Thư Ngôn biết Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta. Cảnh Thâm, sau khi Thư Ngôn đến Hải Thành, thật làm phiền cháu trông nom. Nếu không phải vì con bé đi theo cháu, thì người làm cha như chú đây đã vì con gái đi quá lâu mà sớm bay về xem tình hình của nó thế nào rồi. Ông An mỉm cười nói, chú thật yên tâm khi Thư Ngôn ở bên cạnh cháu. Dường như Mặc Cảnh Thâm bây giờ mới chú ý tới người mới đến gần, nâng ly rượu trong tay cùng ly với ông An, khẽ cười lịch sự, chú An, chú khách sáo rồi. Thư Ngôn ở Mỹ bị chúng ta chiều hư, tính tình ít nhiều vẫn còn bướng bỉnh, hiếm khi cháu nể mặt chú. Ông An hăng hái nhiệt tình, chú thấy tập đoàn Mặc Thị ở Hải Thành dù mới phát triển vài năm nhưng trong năm vừa rồi thành tích lại vượt quá sức tưởng tượng trong lĩnh vực tài chính và khoa học kỹ thuật trong ngoài nước. Nếu cứ theo đà phát triển này thì đoán chừng chưa đến 10 năm đã có thể vượt qua tập đoàn Sinh có lịch sử hơn trăm năm. Ông An vừa cười vừa nói với Mặc Thiệu Tắc đứng bên cạnh, thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật tài cao, nhất là Mặc Cảnh Thâm, vẫn còn chưa đến trung tuổi mà đã có thành tựu phi phàm. Có được đứa con trai như vậy thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng. Chú quá khen. Cảm xúc của Mặc Cảnh Thâm khó dò nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra nụ cười bình thản lãnh đạm, cháu có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không bằng một góc nhỏ của chú An đâu. Ông An cười thành tiếng, lại cùng ly với anh. Nhìn con gái mình vẫn luôn đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm nở nụ cười đoan trang thanh thoát mà ông ta không khỏi tấm tắc, thật là trai tài gái sắc. Quý Noãn vừa mới uống chút rượu, cô đứng giữa phòng vệ sinh một lúc lâu, rồi chọn một cánh cửa bồn vệ sinh đi vào ngồi trên bồn cầu một lát. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ thì phát hiện điện thoại di động trong phòng vệ sinh không có sóng. Một lát sau, cô chợt nghe thấy có tiếng động lạch cạch từ bên ngoài. Quý Noãn cảnh giác đứng lên. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đột nhiên chợt lóe chợt tắt, như thể đường điện ở đây có vấn đề. Nhưng tình trạng này cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đều tắt hết. Tất cả tối đen. Quý Noãn sợ hãi, trong phòng vệ sinh tối tăm ẩm thấp, xung quanh yên tĩnh trống trải. Dường như có tiếng nước chảy mơ hồ vang lên đâu đó. Từng giọt nước tí tách rơi trong bóng tối khiến người ta run sợ. Còn nữa, bên ngoài là tiếng gì? Cô cảm giác như tiếng động rất gần, có âm thanh lén lút vụng trộm. Quý Noãn đưa tay định mở cửa ra thì kinh ngạc phát hiện cửa lúc nãy còn bình thường mà bây giờ lại không thể đẩy ra được. Trong phòng vệ sinh chỉ có một cánh cửa nhỏ có thể khóa trái từ bên trong. Cô đã mở khóa bên trong ra rồi, sao cửa lại không mở ra được? Dự cảm bất an bỗng trỗi dậy trong lòng, cô giơ tay đập mấy cái lên cửa rồi gọi, có ai không? Không thể nào có chuyện đèn tình cờ bị hỏng. Vương Đình là khách sạn sang trọng bậc nhất, tối nay lại tiếp khách VIP từ Mỹ về. Nhân viên phục vụ ở đây chắc chắn sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ càng, không để một chút sơ suất nào. Hơn nữa rõ ràng cửa này đã bị người ở ngoài khóa lại rồi. Chỉ có thể nói, rõ ràng là do có người làm. Rốt cuộc là ai làm? Chắc chắn Thịnh Dịch Hàng không thể nào mang cô đến đây rồi lại nhốt cô lại như thế này. Hơn nữa anh ta không hề có động cơ, chắc chắn không phải là anh ta. Lúc còn ở buổi tiệc, cô vẫn núp trong bóng tối, không chạm mặt ai trong nhà họ Mặc.
sẽ không có ai chú ý đến cô càng không nhìn thấy có người cô đã từng đụng chạm. Ở ngay khách sạn Vương Đình bảo vệ nghiêm ngặt, người gan to mật lớn dám làm ra chuyện này chắc chắn là người không đơn giản. Phòng vệ sinh không có cửa sổ, bốn phía rất kín đáo. Đèn tắt, máy điều hòa không khí cũng không hoạt động, vậy chắc chắn nguồn điện đã bị ngắt rồi. Hôm nay sức khỏe Quý Noãn vẫn không tốt lắm. Không biết cô sẽ bị nhốt trong này bao lâu. Hết phần 6, mời các bạn đón nghe phần 7.